Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 173. Theo Thiên Uyên Quỷ Chủ nói xong, phía dưới nham tương mặt biển, đột nhiên xông ra từng đạo nham tương cột nước, giống như từng đầu nham tương hỏa diễm thần long. Ngay sau đó, cả vùng không gian cũng bắt đầu khẽ run lên, không gian bốn phía màn sáng, vậy mà bắt đầu chậm rãi di động. Thiên Uyên Quỷ Chủ, ngươi làm gì? Vẫn Tinh Quỷ Vương kêu sợ hãi, hắn kinh ngạc phát hiện, không gian này vậy mà đang nhanh chóng thu nhỏ. Thu nhỏ, hiện tại không gian này, đứng ở giáp danh vừa lúc có thể làm cho hắn chống đối Thiên Uyên Quỷ Chủ công kích, nếu như thu nhỏ, vậy hắn còn thế nào chống đối? Vẫn Tinh, người cũng biết mấy ngàn năm thời gian, bản Quỷ Chủ chẳng lẽ không hề làm gì sao? Thiên Uyên Quỷ Chủ cười lạnh không thôi, người biết ta chờ một ngày này, phải đợi quá lâu. Thiên Uyên Quỷ Chủ trên mặt lộ ra tàn nhẫn, chỉ cần thôn phệ Vẫn Tinh Quỷ Vương, cũng chính là Tinh Vẫn Thánh Hỏa Chân Linh, hắn liền có thể hành động tự nhiên. Có được chuẩn tôn cấp hỏa diễm hắn, dù cho đối mặt giả Thiên Uyên Quỷ Chủ, cũng không sợ hãi. Nghĩ đến mấy ngàn năm cừu hận, không bao lâu thì có thể được báo, Thiên Uyên Quỷ Chủ kích động không thôi. Vẫn Tinh Quỷ Vương trên mặt lộ ra kinh hãi cùng vẻ sợ hãi, những năm gần đây, hắn một mực không dám tới mảnh không gian này, chính là sợ xảy ra chuyện như vậy. Dù cho trước đó cố ý thôi động Tinh Vẫn Thánh Liên Hỏa Diễm công kích, hắn liền đã làm xong đồng quy vu tận chuẩn bị. Nhưng trong lòng của hắn còn ôm cuối cùng một tia may mắn, mà bây giờ, một tia kia may mắn cũng phi hôi yên diệt. Không Vẫn Tinh Quỷ Vương sợ hãi kêu to, hắn muốn tránh thoát ra mảnh không gian này, có thể căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cả vùng không gian đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, không cần đến mấy ngày, mảnh không gian này liền sẽ thu nhỏ đến Thiên Uyên Quỷ Chủ có thể công kích cấp độ. Đáng tiếc, mặc cho Vẫn Tinh Quỷ Vương làm sao hét giận dữ, Thiên Uyên Quỷ Chủ đều đã làm xong tất giết hắn chuẩn bị. Cũng nhưng vào lúc này, Thiên Uyên Quỷ Chủ cùng Vẫn Tinh Quỷ Vương không biết là, ở phía dưới nham tương mặt biển bên trên, chẳng biết lúc nào toát ra cặp mắt. Cặp mắt kia không nhúc nhích, lặng lặng quan sát hư không hai người chiến đấu. Nham tương mặt biển, Tiêu Phàm quanh thân quanh quẩn một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu trắng choáng, ánh sáng màu trắng choáng đang điên cuồng rút ra lấy nham tương bên trong hỏa diễm năng lượng. Sảng khoái, sảng khoái. Vô tận chi hỏa kêu to không thôi, cái này năng lượng tinh thuần, để nó điên cuồng trưởng thành lấy. Sau một ngày, vô tận chi hỏa đột nhiên xông ra Tiêu Phàm thể nội, bộc phát ra một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Toàn bộ biển dung nham cũng bắt đầu phong lôi cuồn cuộn lên. Thiên Uyên Quỷ Chủ cùng Vẫn Tinh Quỷ Vương có thể rõ ràng cảm nhận được biển dung nham cùng không gian rung động, nhưng bọn hắn lại xem như cái gì đều không phát sinh, căn bản không có để ở trong lòng. Thánh Hỏa Trung Kỳ, chủ nhân, ta thành công. Vô tận chi hỏa kích động gào thét, gầm thét, thiếu chút nữa thì chạy ra khỏi nham tương mặt biển, cũng may bị Tiêu Phàm áp chế. Tiếp tục đột phá, tranh thủ đạt tới Thánh Hỏa hậu kỳ. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Hiện tại vô tận chi hỏa, tối đa cũng liền có thể cùng Thánh Đế cảnh hậu kỳ một trận chiến mà thôi. Thực lực như vậy, dùng để đối phó Thiên Uyên Quỷ Vương cùng Vẫn Tinh Quỷ Vương, thế nhưng là còn thiếu rất nhiều. Chủ nhân yên tâm, cho dù rút sạch cái này biển dung nham bên trong tất cả hỏa diễm lực lượng, ta cũng phải nỗ lực đột phá Thánh Hỏa hậu kỳ. Vô tận chi hỏa lời thề son sắt bảo đảm nói. Tiêu Phàm xem như cái gì đều không nghe được, vô tận chi hỏa có một loại tính ham mê, Tiêu Phàm đều không biết hắn là từ đâu học được, cũng bắt hắn 10 điểm bất đắc dĩ. Tiếp tục a, Tiêu Phàm đạm mạc gật đầu, hắn tiếp tục ngồi xếp bằng, luyện hóa biển dung nham bên trong hỏa diễm lực lượng. Đồng thời, ngoại giới phát sinh tất cả đều rõ ràng in vào trong đầu của hắn. Ngày đầu tiên, Vẫn Tinh Quỷ Vương mặc dù phẫn nộ, nhưng không có phản kích. Không gian thu nhỏ phạm vi, còn đủ để cho hắn chống đối Thiên Uyên Quỷ Chủ công kích. Ngày thứ hai, Vẫn Tinh Quỷ Vương thừa nhận áp lực tăng gấp bội, bất quá hắn vẫn không có động thủ, hiển nhiên còn ôm sau cùng một tia may mắn. Làm ngày thứ ba đi qua về sau, Vẫn Tinh Quỷ Vương đã vết thương chồng chất, hắn biết rõ, mình không thể tiếp tục như vậy. Như vậy cũng tốt so ấm nước sôi hút lên, hiện tại bản thân không phản kích, chờ chút muốn phản kích thời điểm, liền đã chậm. Rốt cục, Vẫn Tinh Quỷ Vương bắt đầu phản kích Thiên Uyên Quỷ Chủ, hắn mặc dù đã mất đi Tinh Vẫn Thánh Liên bản thể,
vẫn như trước có thể câu thông mảnh không gian này hỏa diễm lực lượng. Ở Vẫn Tinh Quỷ Vương thao túng phía dưới, không gian bên trong hỏa diễm triệt để bắt đầu cuồng bạo, nham tương hỏa trụ cũng bắt đầu nhao nhao sụp đổ, không gian thu nhỏ tốc độ chậm rất nhiều. Vẫn Tinh, vô dụng, người chính là đừng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thiên Uyên Quỷ Chủ trên mặt mang nụ cười, trong lòng có loại không nói ra được thống khoái. Thiên Uyên Quỷ Chủ, người đừng bức ta. Vẫn Tinh Quỷ Vương mặt mũi dữ tợn, nhè răng trợn mắt nói. Ngọn lửa quanh người hắn cuồn cuộn cái khác biệt, tản ra một cỗ nóng nảy khí tức, tựa như muốn phát điên một dạng. Bức ngươi lại như thế nào? Ngươi còn có thể đào tẩu hay sao? Thiên Uyên Quỷ Chủ 10 điểm khinh thường, một bộ ăn chắc Vẫn Tinh Quỷ Vương tư thế. Thôn phệ Vẫn Tinh Quỷ Vương chân linh, liền có thể triệt để điều khiển Tinh Vẫn Thánh Liên, hắn đã đợi không kịp. A, à, quả nhiên như ta nghĩ như vậy, đồng quy vô tận. Tinh Vẫn Quỷ Vương tinh hai mắt đỏ, đột nhiên chậm rãi quỷ dị khôi phục bình tĩnh. Ngay sau đó, hắn đột nhiên khoanh chân ngồi ở tại chỗ, hai mắt nhắm lại, ngồi ở kia không nhúc nhích. Thiên Uyên Quỷ Chủ nhíu mày, không biết vì sao. Nhưng mà cũng đúng lúc này, hắn phía dưới Tinh Vẫn Thánh Liên đột nhiên hơi hơi rung rung, phía trên âm lãnh bạch sắc hỏa diễm, cũng biến thành càng ngày càng nóng nảy bất an. Mà đối diện, Vẫn Tinh Quỷ Vương thân thể cũng chậm chậm biến thành bạch sắc, cùng hắn dưới chân Tinh Vẫn Thánh Liên tựa như sinh ra một loại nào đó liên hệ vi diệu. Vẫn Tinh, ngươi làm gì? Thiên Uyên Quỷ Chủ sắc mặt đại biến, Tinh Vẫn Thánh Liên nếu xảy ra bất chắc, hắn chân linh, coi như hẳn phải chết không nghi ngờ a. Nhưng lúc này đây, Tinh Vẫn Quỷ Vương lại không tiếp tục để ý hắn, hắn trên mặt lộ ra hết sức kiên quyết. Thiên Uyên Quỷ Chủ chỗ nào còn có thể cười được? Trên mặt của hắn hiện lên vô tận sợ hãi. Có ít người, thực lực càng mạnh, sống càng lâu, lại càng sợ chết. Hiển nhiên, Thiên Uyên Quỷ Chủ chính là người như vậy. Ầm ầm, Tinh Vẫn Thánh Liên rung động càng ngày càng lợi hại, cái kia cuồng bạo khí thế càng là vô cùng kinh hãi, tựa như tùy thời có thể giống như bạo tạc. Dừng tay, Thiên Uyên Quỷ Chủ tức giận gầm thét. Lúc này, Vẫn Tinh Quỷ Vương bỗng mở hai mắt ra. Trên mặt lộ ra hết sức lạnh lẽo, nói Thiên Uyên Quỷ Chủ, tất nhiên ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Bảo, Vẫn Tinh Quỷ Vương bỗng nhiên gầm thét một tiếng, theo một cái bạo chữ phun ra, cái kia Tinh Vẫn Thánh Liên bỗng nhiên nổ tung, cuồn cuộn hỏa diễm phóng tới bốn phương tám hướng. Thiên Uyên Quỷ Chủ cùng Vẫn Tinh Quỷ Vương hai người trong nháy mắt bị cái kia hủy diệt tính hỏa diễm năng lượng nuốt hết, tiếng thét gào sợ hãi tiếng cũng bị bao phủ ở trong đó. Cái kia cuồng bạo khí thế trong nháy mắt phá hủy không gian bốn phía hàng rào, càng là giải khai trên không nham tương, trực tiếp hướng về ngoại giới phóng đi. Thiên địa run rẩy kịch liệt, giống như tận thế cảnh, tiếng oanh minh kéo dài không dứt, chấn người màng nhĩ xé rách. Dòng dã đi qua thời gian uống cạn nửa chén trà, thiên địa mới khôi phục lại bình tĩnh, khắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch. Thời gian trở lại nửa chén trà nhỏ trước đó. Vẫn Tinh Hỏa Hải, Túy Ông, Hắc Hổ Quỷ Tướng cùng Kim Long Quỷ Tướng, ba người ở biển Dung Nham giáp danh bố trí một phen, chờ đợi Tiêu Phàm xuất hiện. Nhưng mà, mấy ngày trôi qua, Tiêu Phàm một loại chưa từng xuất hiện dấu hiệu, ba người không khỏi có chút lo lắng. Thanh Huyền Lâu Chủ, nếu không chúng ta đi thôi, Kim Long Quỷ Tướng hỏi dò. Đúng vậy a, đại nhân đã rơi vào biển Dung Nham ba ngày, hắn. Hắc Hổ Quỷ Vương cũng phụ họa nói ra. Vẫn Tinh Quỷ Vương dù sao cũng là 10 đại quỷ vương đứng đầu, hắn nếu muốn cùng Tiêu Phàm đồng quy vô tận, Tiêu Phàm có thể sống sót cơ hội quá xa vời. Túy Ông lạnh lùng lườm hai người một cái, nói, Phàm Nhi hắn còn sống, các ngươi muốn chết, có thể hiện tại đi. Kim Long Quỷ Vương cùng Hắc Hổ Quỷ Vương sắc mặt biến hóa, đành phải xem như không nói gì. Vẫn Tinh Quỷ Vương ở đâu? Cũng đúng lúc này, chân trời bỗng truyền đến một tiếng quát như sấm. Ngay sau đó mấy cỗ khí tức mạnh mẽ mãnh liệt mà tới. Hắc Hổ Quỷ Vương cùng Kim Long Quỷ Vương sắc mặt đồng thời đại biến, ngay cả Túy Ông cũng thần sắc cực kỳ không bình tĩnh. Chân trời, có bát cổ khí tức mạnh mẽ đồng thời đè xuống, mỗi một cổ khí tức, đều không kém gì Túy Ông bao nhiêu, đạt đến Vẫn Tinh Quỷ Vương cấp bậc kia. Không cần nghĩ cũng biết, là còn dư lại 8 đại quỷ sát đồng thời chạy tới. Lấy Túy Ông thực lực. Đồng thời đối mặt hai đại quỷ sát không có quá nhiều vấn đề, ứng phó ba người, cơ hồ đã là cực hạn. Kim Long Quỷ Vương cùng Hắc Hổ Quỷ Vương hai người liên thủ,
miễn cưỡng có thể đủ ứng phó một cái. Dù vậy, ba người bọn họ cũng nhiều nhất có thể ứng phó bốn cái quỷ sát, hơn nữa bọn họ cái này lật bố trí, đoán chừng sáu cái đã là cực hạn. Hơn nữa, bọn họ cũng chỉ có thể ngăn chặn sáu cái quỷ sát, căn bản không có khả năng giết chết bọn hắn. Nhưng hiện tại, lại là tám đại quỷ sát đồng thời đuổi tới, cái này khiến bọn họ làm sao không vội. Không nên hoảng hốt, chúng ta có đại cửu lưu quang cháo, dù cho tám đại quỷ sát đồng thời đến, chúng ta cũng chưa chắc không thấp. Túy ông cho hai người động viên nói. Kim Long quỷ vương cùng Hắc Hổ quỷ vương thở sâu, cưỡng ép bình tĩnh trở lại. Lúc này, càng là bối rối, lại càng sẽ xuất vấn đề, muốn chiến thắng tám đại quỷ sát, bọn họ đầu tiên nhất định phải đầy đủ tỉnh táo. Hắc Hổ, Kim Long, hai người các ngươi thôi động trận pháp, tận lực ngăn chặn bốn cái quỷ sát, mặt khác bốn cái, giao cho ta. Túy ông trầm giọng nói. Gần như đồng thời, xa xa bát cổ khí tức đồng thời giáng lâm biển dung nham trên không, bát cổ mạnh mẽ linh hồn chi lực quét sạch bốn phía, rất nhanh liền phát hiện Túy ông bọn họ tồn tại. Thanh Huyền lâu chủ, đi ra chịu chết đi. Trong đó một cái quỷ sát lạnh như băng mở miệng, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Túy ông hướng về phía Hắc Hổ cùng Kim Long quỷ vương gật gật đầu, bỗng nhiên đạp không mà lên, xuất hiện ở không trung, lãnh đạm nhìn xem đối diện tám đại quỷ sát. Quỷ chủ muốn ngươi chết, cửu u địa ngục lại không ngươi nơi sống yên ổn, ngươi trốn không thoát đâu. Trong đó một cái quỷ vương nhàn nhạt mở miệng, hắn nhẹ nhàng nâng nhấc tay phải. Bỗng nhiên, bốn bóng người bỗng phóng lên tận trời, đem Túy ông vây ở trung ương, bốn cỗ hung thần ác sát khí tức bay thẳng Túy ông mà đến. Thập hung quỷ sát, có vẻ như cũng chỉ đến như thế. Túy ông biểu hiện thần sắc trên mặt không hề bận tâm, nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút khẩn trương. Thập hung quỷ sát, cơ hồ đã đại biểu cho bán bộ thánh tôn cảnh đỉnh phong, bọn họ cũng không phải dễ đối phó như vậy. Nói xong, Túy ông bỗng đánh ra một đạo thủ ấn, biển dung nham phía trên, lập tức chán phóng từng đạo hừng hực quang hoa. Quang hoa xẹt qua chân trời, nối thành một mảnh, ngưng tụ thành một cái to lớn kết giới, đem nham tương bao phủ ngăn tại bên trong. Màn sáng vừa lúc tách rời ra Túy ông cùng bên người hắn bốn cái quỷ sát. Mà đem mặt khác bốn cái quỷ sát bao phủ ở bên trong. Ngu xuẩn mất khôn, cầm đầu quỷ kia sát lạnh rên một tiếng, đưa tay một trường hướng về không trung đánh tới. Bá đạo trưởng ấn trọng trọng đánh vào trận pháp màn sáng phía trên, nhưng mà, trận pháp màn sáng vẻn vẹn chấn động một cái liền khôi phục bình tĩnh. Túy ông ba người bọn họ mặc dù không phải chân chính trận pháp đại sư, có thể Túy ông Thanh Huyền lâu chủ thân phận, thu thập một chút trận bàn vẫn là không có vấn đề. Trận pháp này, thế nhưng là đã tiêu hao hết hắn cất giữ, dùng để chống đối bốn cái bán bộ thánh tôn cảnh cường giả, trong thời gian ngắn vẫn là không có vấn đề. Dù sao, trận pháp này còn có hai đại quỷ vương điều khiển đây. Có ý tứ, cầm đầu quỷ sát khẽ cười một tiếng, ngay sau đó ngữ khí bỗng lạnh lẽo, giết. Lời còn chưa dứt, vây công Túy ông bốn đại quỷ sát đồng thời xuất thủ, căn bản không có lưu tình chút nào ý tứ, vừa ra tay chính là tất sát công kích. Túy ông cũng không dám thực bị bốn người bao vây, hắn khóa lại một người trong đó, dùng hết toàn lực oanh ra một trường. Bá đạo trưởng cương đánh bay trong đó một cái quỷ sát, tìm được một lỗ hổng, cực tốc xuyên qua, xông vào núi xa xa trong rừng. Bất quá, bốn đại quỷ sát tốc độ cũng không chậm, vẻn vẹn thời gian hô hấp, lần nữa đem Túy ông vây ở trung ương. Chỉ là lần này, Túy ông khóe miệng lại là ngậm lấy một nụ cười. Chỉ thấy hắn xòe bàn tay ra, một đạo quang hoa từ trong tay hắn nở rộ, hóa thành một cái phạm vi mấy trăm dặm lồng ánh sáng, bao phủ bọn họ năm người. Hiển nhiên, cái này quang cháo không đặc biệt, chính là đại cửu lưu quang cháo. Có đại cửu lưu quang cháo trong tay, Túy ông cũng là lòng tin tăng nhiều, dù cho đại cửu lưu quang cháo đã đến cơ hồ cũ nát giáp danh. Chỉ phải giải quyết bốn cái này quỷ sát, cái kia mặt khác bốn cái quỷ sát. Sẽ phải nhẹ nhõm rất nhiều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Túy ông cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp thôi động đại cửu lưu quang cháo, từng đạo công kích linh hồn trùm sáng đáp xuống, lít nha lít nhít. Tiêu Phàm đem đại cửu lưu quang cháo lưu lại giao cho Túy ông, chính là đề phòng quỷ sát đánh tới, bây giờ vừa vặn phát huy được tác dụng. Mau lui lại, cảm nhận được cái kia đầy trời công kích linh hồn quang thúc khủng bố.
bốn đại quỷ sát không chút do dự hướng về bốn phía thối lui. Nhưng đại cửu lưu quang cháo không chỉ có đầy đủ công kích chỉ uy, còn có được phòng ngự chi năng. Bốn đại quỷ sát vừa mới chạm đến đại cửu lưu quang cháo, liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ bắn ngược mà quay về, thân thể tức thì bị vô số linh hồn chùm sáng đánh xuyên. Một đợt công kích đến, bốn cái quỷ sát đã hấp hối, nhưng quỷ dị chính là, bọn họ vậy mà không chết. Không chết, tuy ông cũng là hơi hơi ngoài ý muốn, cho dù là hắn, tiếp nhận cái này công kích linh hồn chùm sáng, có thể sống sót cơ hội 10 điểm xa vời. Nhưng bốn cái này quỷ sát, cũng chỉ là thụ điểm trọng thương. Ken két vừa rồi một đòn xuống tới, đại cửu lưu quang cháo phía trên lại xuất hiện vô số khe hở, tựa như tùy thời có thể sụp đổ. Muốn chết, bốn đại quỷ sát tức giận gào thét, bọn họ giống như nổi điên sói đói đồng dạng nhào tới. Tuy ông nín thở ngưng thần, lạnh lùng nhìn xem bốn đại quỷ sát, trong mắt lóe lên một vòng vẻ tàn nhẫn. Một kiện ngoại vật mà thôi, nếu là có thể giết chết các ngươi, cái kia cũng đủ rồi. Tuy ông trong lòng lạnh rên một tiếng, hắn lần nữa thôi động đại cửu lưu quang cháo công kích linh hồn chùm sáng. Lần này, tuy ông cơ hồ tận hết sức lực, trước đó còn lo lắng hư hại đại cửu lưu quang cháo, nhưng là bây giờ, tuy ông chỉ muốn trước giết chết bốn cái lại nói. So với vừa rồi, cái kia linh hồn quang thúc uy năng ít nhất phải mạnh hơn 2 lần. Hỗn trướng, bốn đại quỷ sát cảm nhận được linh hồn chùm sáng bên trong tán phát đáng sợ khí tức, cơ hồ tiếng gào tuyệt vọng lên. Cái gì, bị trận pháp vây khốn là bốn đại quỷ sát nhìn thấy kinh khủng linh hồn chùm sáng, tất cả đều chỉ cảm thấy lạnh cả tim, thấy lạnh cả người bao phủ toàn thân. Xa xa nhìn tới, đại cửu lưu quang cháo bên trong, rậm rạp chằng chịt công kích linh hồn chùm sáng dung hợp lại cùng nhau, ngưng tụ thành một đạo kinh khủng quang trụ. Cột sáng bên trong, bốn đại quỷ sát toàn bộ bị dìm ngập, không cần nghĩ cũng có thể đoán được bốn đại quỷ sát kết cục. Phá trận, nhanh, cầm đầu quỷ sát lấy lại tinh thần, bốn người công kích càng thêm điên cuồng. Bốn người kia cho dù bất tử, cũng khẳng định nửa chết nửa sống, nếu như túy ông lấy lại tinh thần đối phó bọn hắn, bọn họ coi như thảm. Hắc hổ quỷ vương cùng kim long quỷ vương hai người lại tựa như đánh máu gà đồng dạng, đây chính là bốn đại quỷ sát A, lại bị thanh huyền lâu chủ một người tiêu diệt. Hai người đột nhiên phát hiện, cái này trong truyền thuyết thập hung quỷ sát, xác thực không có gì đặc biệt hơn người. Nghĩ vậy, hai người càng thêm ra sức lên, ra sức thúc giục trận pháp, gắt gao vây khốn còn dư lại bốn đại quỷ sát. Mấy tức về sau, nơi xa truyền đến một tiếng bạo hưởng. Chỉ thấy chân trời trận pháp màn sáng bỗng nổ tung lên, hóa thành mảng lớn quang vũ bay vụt tứ phương. Một bóng người từ cái kia trong mưa ánh sáng xông ra, tại chỗ lưu lại một hố sâu to lớn, một cái không nhìn thấy hố sâu cuối cùng. Thân ảnh này không phải người khác, chính là Túy Ông. Về phần cái kia bốn đại quỷ sát, lại là không thấy tung tích, không cần nghĩ cũng biết, cái này bốn đại quỷ sát đoán chừng đã hóa thành cho bụi. Còn dư lại bốn đại quỷ sát thấy thế, cơ hồ liền bú sữa mẹ khí lực đều dùng ra, vẫn như trước không thể phá mở trận pháp kết giới. Nhìn thấy Túy Ông đến, trên mặt của bọn hắn vậy mà lộ ra vẻ sợ hãi. Hắc hổ quỷ vương cùng kim long quỷ vương sắc mặt hai người hơi trắng, cái trán đều thấy được mồ hôi mịn, hiển nhiên hai người cũng là dùng hết toàn lực. Hắc hổ, kim long, các ngươi làm không tệ, Túy Ông tán thưởng gật đầu. Lạnh lùng nhìn xem còn dư lại bốn đại quỷ sát, trong lòng một tảng đá lớn cũng để xuống. Bây giờ chỉ còn lại có bốn đại quỷ sát, một mình hắn đủ cuốn lấy ba người, mà Hắc hổ quỷ vương cùng kim long quỷ vương cũng có thể miễn cưỡng cuốn lấy một người. Mặc dù không có khả năng giết chết bọn hắn, nhưng ít ra không thấy nguy hiểm tính mạng. Giờ khắc này, ba tâm thái của người ta cũng hoàn toàn phát sinh biến hóa. Đồng dạng. Còn dư lại bốn đại quỷ sát tâm thái cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn, bọn họ lại không trước đó cao cao tại thượng thần sắc, có chỉ có không cam lòng cùng phẫn nộ. Bọn họ lúc này mới ý thức được, bọn họ muốn giết người thế nhưng là thanh huyền lâu chủ. Đây chính là trừ bỏ năm đại thế lực chủ bên ngoài, cửu u địa ngục cực kỳ cường đại nhân vật số 1, như thế nào dễ giết như vậy đây? Ầm ầm, bốn đại quỷ vương nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm thanh huyền lâu chủ. Giống như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng đánh thẳng vào trận pháp màn sáng. Túy Ông nhìn thấy một màn này, ngược lại không vội, hắn dứt khoát tính cả Hắc hổ quỷ vương cùng kim long quỷ vương cùng một chỗ ổn định trận pháp,
gắt gao vây khốn bốn đại quỷ sát lại nói. Bốn đại quỷ sát nhìn thấy Túy Ông xuất thủ, càng ngày càng lo lắng. Rầm rầm long cũng đúng lúc này, phía dưới biển dung nham đột nhiên phát ra từng đợt sao động thanh âm, nguyên một đám bong bóng toát ra, dâng lên lấy nhiệt khí. Bốn đại quỷ sát thấy thế, còn tưởng rằng Túy Ông bọn họ chuẩn bị động thủ, trong đôi mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Nhưng mà, Túy Ông, Kim Long Quỷ Vương cùng Hắc Hổ Quỷ Vương lại là nhíu mày, cái này thời gian mấy ngày, bọn họ một mực thủ hộ lấy ở biển dung nham một bên, căn bản không có gặp dạng này dị động a. Chủ yếu nhất là, bọn họ cảm nhận được một loại hủy thiên diệt địa khí tức, liền bọn họ bán bộ thánh tôn cảnh thực lực, cũng cảm nhận được nguy hiểm. Lui ra phía sau một điểm, Túy Ông để cho an toàn, đối Kim Long Quỷ Vương cùng Hắc Hổ Quỷ Vương nói ra. Hai người vốn là muốn rời đi, bây giờ Túy Ông mở miệng, bọn họ chỗ nào còn sẽ do dự. Nhưng cái kia bị vây bốn đại quỷ sát lại không nghĩ như thế, bọn họ cũng đồng dạng cảm nhận được cái kia lòng vẫn còn sợ hãi khí tức, bọn họ còn tưởng rằng Túy Ông chuẩn bị động thủ. Thanh Huyền lâu chủ, quỷ chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Cầm đầu quỷ sát ngửa mặt lên trời gào thét nói, lộ ra một bộ kiên quyết. Túy Ông khịt mũi coi thường, chẳng lẽ ta không giết ngươi, Thiên Uyên quỷ chủ thì sẽ bỏ qua ta sao? Ân, đột nhiên, Túy Ông lông mày nhíu lại, bỗng nhiên nhìn xuống phía dưới biển dung nham, ngay sau đó không chút do dự hướng phía sau thối lui. Oanh, gần như đồng thời, một đạo bạch sắc thiểm quang từ phía dưới biển dung nham xông lên trời, thẳng vào cửu tiêu. Túy Ông bọn họ bố trí dùng để vây khốn bốn đại quỷ sát trận pháp trong nháy mắt bị phá ra, có thể là đại quỷ sát còn chưa kịp trốn tới, liền đã bị cái kia bạch sắc thiểm quang nuốt hết. Cho dù là Túy Ông cũng bị cái kia dư ba trùng kích, linh hồn chi thể hơi hơi rung động. Cái này, Hắc Hổ Quỷ Vương cùng Kim Long Quỷ Vương hai người hoảng sợ nhìn lấy thiên khung, bọn họ rốt cục nhìn rõ ràng kinh khủng bạch sắc thiểm quang là vật gì. Đó lại là một loại hỏa diễm. Loại kia sao nhiệt độ, để bọn hắn đều có chút không chịu nổi. Nhưng cái này còn không phải nguy hiểm nhất là, cái kia trong ngọn lửa còn có một loại cực kỳ lạnh lẽo hỏa diễm lực lượng, dường như có thể đông kết linh hồn một dạng. Cái này hỏa diễm khí tức, cùng Vẫn Tinh Quỷ Vương có chút tương tự. Túy Ông nhíu mày, trong lòng không khỏi lo lắng Tiêu Phàm an nguy. Chỉ chốc lát sau, bạch sắc hỏa diễm lần nữa rơi xuống phía dưới, giống như pháo hoa nở rộ đồng dạng. Chiếu xuống Vẫn Tinh hỏa hải phương viên mấy vạn dặm. Cuồn cuộn hỏa diễm đốt cháy khắp nơi, tất cả sinh cơ tất cả đều bị nuốt hết, cái gì đều không còn lại. Kỳ lạ là, ngoại vi hỏa diễm cho người ta một loại sao khí tức, mà bọn họ trước mắt biển dung nham, lại là vô cùng âm lãnh. Thật lâu, thiên địa mới khôi phục lại bình tĩnh, Túy Ông bọn họ cũng mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Cái kia bốn đại quỷ sát đây. Hắc Hổ Quỷ Vương quét mắt bốn phía, lại là không nhìn thấy bốn đại quỷ sát bóng dáng, không khỏi lên tiếng kinh hô, bọn họ sẽ không chết à. Liên đoàn diệt, Kim Long Quỷ Vương cũng là khóe miệng giật một cái. Đây chính là quỷ sát à, bán bộ thánh tôn cảnh bên trong nhân vật hàng đầu, liền chết như vậy. Hơn nữa, chết không chỉ một, tổng cộng tám đại quỷ sát tới giết bọn hắn, có thể kết quả là, thời gian uống cạn nửa chén trà bên trong, vậy mà chết hết. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Túy Ông cũng là vẻ mặt ngốc trệ, nếu như nói trước đó diệt sát bốn đại quỷ sát, là đại cửu lưu quang cháo công lao. Vậy bây giờ diệt sát còn dư lại bốn cái quỷ sát, lại công lao là của ai đây? Nếu để cho người đời biết rõ, đường đường thập hung quỷ sát, tất cả đều chết ở Vẫn Tinh hỏa hải, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào? Thanh Huyền lâu chủ, vừa rồi tám người kia thật là quỷ sát. Bọn họ cũng quá yếu à, Hắc Hổ Quỷ Vương vẫn như cũ có chút không tin. Yếu sao, Túy Ông trong lòng lẩm bẩm một tiếng, phải biết, lúc trước hắn thúc giục đại cửu lưu quang cháo công kích linh hồn trùm sáng đều không có diệt sạch bọn hắn bốn người à. Thực lực như vậy, đã không thua với chính hắn bao nhiêu, nhân vật như vậy, thực lực sẽ còn yếu sao? Tự nhiên không kém, thập hung quỷ sát sở dĩ tất cả đều chết ở chỗ này. Chỉ có thể nói là bọn họ vận khí không tốt mà thôi. Nhất là sau cùng bốn cái quỷ sát, Túy Ông đều căn bản không có thực lực giết chết bọn hắn, nhưng bọn hắn lại không giải thích được chết. Bọn họ không biết, tất cả những thứ này, cũng là bởi vì biển dung nham chỗ sâu tinh vẫn thánh liên tự bạo tạo thành. Mà sự tình,
còn chưa kết thúc. Nham tương đáy biển, không gian phá mở, cuồn cuộn hỏa diễm mãnh liệt mà tới, bỏ thêm vào thật lớn không gian, đến mức phía trên biển dung nham trầm xuống mấy chục trượng, giống như một cái thiên uyên. Trong đó một chỗ ngóc ngách, một đoàn ngọn lửa màu vàng hình thành một đạo hơi yếu kết giới, ngăn cách bốn phía nham tương đè ép. Ở trong ngọn lửa, có một đoàn hơi yếu hào quang màu tím lập lòe, tựa như tùy thời có thể ảm đạm xuống. Chủ nhân, người nhất định không có việc gì, nhất định sẽ không. Kim sắc hỏa diễm phát ra một trận thanh âm khàn khàn, tựa như người thút thít. Thế nhưng là, đoàn kia hào quang màu tím lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đúng rồi, linh hồn năng lượng nhất định có thể đủ cứu chủ nhân. Kim sắc hỏa diễm có chút sốt ruột, trên người nó tiêu tán ra từng tia huyền diệu năng lượng, rót vào hào quang màu tím. Đó là kim sắc hỏa diễm bản thân nhất lực lượng thuần túy, thế nhưng là giờ phút này, nó lại không chút do dự cho chủ nhân của mình. Như vậy cũng tốt so một người bình thường thiếu nước đến sắp chết giáp danh, một người khác cắt cổ tay của mình, hướng đối phương trong miệng chút vào bản thân máu tươi. Bất quá, linh hồn năng lượng lực lượng càng thêm tinh túy, đối kim sắc hỏa diễm mà nói, tổn thương cũng xa xa không chỉ thả một điểm máu tươi đơn giản như vậy. Theo cái kia linh hồn năng lượng rót vào, hào quang màu tím nhất thời sáng lên không ít, bắt đầu bản năng rút ra kim sắc hỏa diễm linh hồn năng lượng. Kim sắc hỏa diễm hơi kinh hãi, bất quá cũng không có ngăn cản, ngược lại không ngừng chống đối bốn phía nham tương đè ép. Thời gian chậm rãi xói mòn, hào quang màu tím càng ngày càng sáng chói mắt, thậm chí còn chậm rãi hiện lên một bóng người, có thể kim sắc hỏa diễm quang mang lại là ảm đạm rất nhiều. Bất quá kim sắc hỏa diễm vẫn như cũ cắn răng kiên trì, nó đang đợi nó chủ nhân thức tỉnh. Không biết qua bao lâu, hào quang màu tím vậy mà bắt đầu chậm rãi hiện ra hình người, biến thành một cái tuấn giật thanh niên. Thanh niên không phải người khác, chính là Tiêu Phàm. Vẫn tinh quỷ vương thúc dục tinh vẫn thánh liên tự bạo, không chỉ có hủy diệt không gian kia, cũng không chỉ có nhường hắn mình cùng thiên uyên quỷ chủ đồng quy vô tận. Cũng tương tự đả thương nặng Tiêu Phàm, phải biết. Tiêu Phàm khi đó khoảng cách tinh vẫn thánh liên thế nhưng là chỉ có hơn 10 trượng mà thôi. Nếu như không phải Tiêu Phàm ở lúc mấu chốt dùng tu la kiếm cùng linh hồn phân thân chống đối cỗ kia lực lượng hủy diệt, hắn đã sớm diệt vong. Nhưng dù cho như thế, cái kia cuồng bạo linh hồn phong bạo cũng phá hủy hắn linh hồn chi thể. Nếu như không phải Tiêu Phàm đột phá đến thánh đế cảnh đỉnh phong, ngưng tụ ra linh hồn chân linh, vậy hắn liền thật đã chết rồi. Cũng may hắn còn thừa lại một sợi chân linh, bị vô tận chi hỏa bảo vệ, chỉ cần thức tỉnh, liền có thể một lần nữa ngưng tụ ra linh hồn chi thể. Sau một ngày, Tiêu Phàm rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra, mà vô tận chi hỏa, lại đã đạt đến cực hạn, tùy thời có thể dập tắt một dạng. Vô tận, đa tạ, Tiêu Phàm thở sâu, trịnh trọng nói. Chủ nhân tỉnh, vô tận chi hỏa lại không phía trước cười đùa tí từng, hết sức kích động nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gật gật đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầu về sau, lập tức xuất hiện một vòng ánh sáng màu trắng, vô tận chi hỏa trong nháy mắt bị hút vào trong đó. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm lúc này mới nhẹ nhõm khẩu khí, còn tốt bản thân tỉnh lại đầy đủ kịp thời, bằng không mà nói, vô tận chi hỏa liền xong đời. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm sắc bén con ngươi nhìn bốn phía biển dung nham. Ha ha, Thiên Uyên quỷ chủ, ta thắng. Lúc này, biển dung nham bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo liều lĩnh tiếng cười to. Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, luôn cảm giác thanh âm này ở nơi nào nghe nói qua một dạng. Hắn thu liếm khí tức, chậm rãi hướng về cái kia nguồn thanh âm ẩn núp đi, đồng thời, hắn vận chuyển đạo hỏa hồng lô điển, nhanh chóng rút ra bốn phía hỏa diễm lực lượng, khôi phục thực lực bản thân. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm xuyên thấu biển dung nham, lại tới một chỗ cỡ nhỏ không gian. Cái này cỡ nhỏ không gian hiển nhiên là vừa mới mở ra. Ở cái kia không gian, đốt cháy hừng hực hỏa diễm, trong ngọn lửa, có một bóng người lơ lửng. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia, Tiêu Phàm con người hơi hơi co rụt lại, hỏa trích quỷ tướng. Không sai, người kia chính là lúc trước bọn họ vừa tới vẫn tinh hỏa hải lúc, chiêu đãi đám bọn hắn hỏa trích quỷ tướng. Chỉ là, Tiêu Phàm cảm thấy trước mắt hỏa trích quỷ tướng, lại có chút khác biệt, về phần bất đồng nơi nào. Hắn cũng không cảm thụ được. Thiên Uyên, người nằm mơ đều không nghĩ đến, cái này số thời gian ngàn năm,
bổn vương đem chân linh một phân thành hai, một bộ phận dùng để cùng ngươi đồng quy vu tận, mà đổi thành một nửa lại dùng để đoạt xá cổ thân thể này a. Hỏa Trích Quỷ Tướng nói một mình, trên mặt có loại không nói ra được khoái cảm. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng nghi ngờ sáng tỏ thông suốt. Trước mắt Hỏa Trích Quỷ Tướng căn bản không phải bản nhân, mà là Vẫn Tinh Quỷ Vương. Hắn không chết, khó trách Vẫn Tinh Quỷ Vương dám cùng bản thân đồng quy vu tận, dám theo Thiên Uyên Quỷ Chủ đồng quy vu tận, nguyên lai hắn đã sớm tính toán đến một bước này. Hắn nghĩ mượn nhờ Thiên Uyên Quỷ Chủ lực lượng, diệt đi Tiêu Phàm bọn họ, sau đó bản thân sẽ cùng Thiên Uyên Quỷ Chủ đồng quy vu tận, kể từ đó, hắn liền có thể triệt để thắng được. Thật là lợi hại tính toán. Tiêu Phàm nhìn thật sâu Hỏa Trích Quỷ Tướng một cái, không, chuẩn xác mà nói là Vẫn Tinh Quỷ Vương. Thiên Uyên, ngươi thật sự cho rằng bổn vương sẽ hủy Tinh Vẫn Thánh Liên cùng ngươi đồng quy vu tận sao? Có cái này một nửa chân linh, bổn vương đủ để tụ hợp Tinh Vẫn Thánh Liên. Vẫn Tinh Quỷ Vương vẻ mặt ngạo nghễ nói. Thử ngâm, vừa dứt lời, một đạo tiếng hét lớn bỗng từ phía sau hắn truyền đến, chỉ thấy một đạo kiếm khí màu xám, trong nháy mắt xuyên thủng Vẫn Tinh Quỷ Vương mi tâm. Ai, Vẫn Tinh Quỷ Vương sắc mặt đại biến, nơi này làm sao biết có người? Hơn nữa còn có thể lặng yên không tiếng động nhích lại gần mình. Hắn nghĩ muốn giãy giụa, có thể chuôi kiếm này có một loại lực lượng quỷ dị, áp chế hoàn toàn lấy hắn linh hồn lực lượng. Vẫn Tinh Quỷ Vương, kế sách hay. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, thanh âm kia, dọa đến Vẫn Tinh Quỷ Vương không khỏi dùng mình một cái. Thiên Uyên Quỷ Chủ, ngươi thế nào không chết? Vẫn Tinh Quỷ Vương hoảng sợ hét lớn. Không sai, một kiếm xuyên thủng hắn mi tâm. Thực sự là Thiên Uyên Quỷ Chủ. Ngươi sẽ để cho mình chân linh một phân thành hai, chẳng lẽ bản quỷ chủ cứ như vậy ngốc? Thiên Uyên Quỷ Chủ lạnh rên một tiếng. Trốn ở trong tối Tiêu Phàm không khỏi cảm thán nói, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Hắn rốt cuộc minh bạch, mình ở kinh khủng bạo tạc lực phía dưới vì sao còn có thể sống sót, 89 phần 10 là Thiên Uyên Quỷ Chủ ở biển dung nham phía dưới bố trí thủ đoạn, khiến cho cái kia uy lực nổ tung đại giảm. Bất quá dù vậy, hắn và Thiên Uyên Quỷ Chủ đều bị trọng thương. Từ Thiên Uyên Quỷ Chủ khí tức trên thân phán đoán, Thiên Uyên Quỷ Chủ có lẽ chỉ là thánh đế cảnh đỉnh phong tu vi, bằng không mà nói, hắn cũng không cần đến đánh lén Vẫn Tinh Quỷ Vương. Vô tận, cái này Tinh Vẫn Thánh Liên, liền khi ta đền bù tổn thất ngươi đi. Tiêu Phàm trong lòng tự nói một tiếng, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tinh quang. Không có khả năng. Người cái này phân thân chỉ là thánh đế cảnh đỉnh phong mà thôi, làm sao có thể sống sót? Vẫn Tinh Quỷ Vương vẻ mặt không tin. Cùng một người chết, bản quỷ vương khinh thường với giải thích, người nếu có kiếp sau, bản quỷ chủ sẽ nói cho người biết, cái này Tinh Vẫn Thánh Liên, bản quỷ chủ liền thu nhận. Thiên Uyên Quỷ Chủ cười đắc ý. Đồng thời, trường kiếm trong tay của hắn nhẹ nhàng nhấc lên, Vẫn Tinh Quỷ Chủ liền bị vô số kiếm khí quấy đến vỡ nát. Vẫn Tinh Quỷ Vương chí tử đều không nghĩ đến, bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn cùng mưu kế, ở trong mắt Thiên Uyên Quỷ Chủ, lại là như thế vụng về, kết quả là còn giỏi hơn tính mạng của hắn. Thiên Uyên Quỷ Chủ nhìn thấy Vẫn Tinh Quỷ Vương hoàn toàn chết đi, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười hài lòng, tính toán mấy ngàn chồng, cái này Tinh Vẫn Thánh Liên, cuối cùng cũng đến tay. Hoàn chỉnh Tinh Vẫn Thánh Liên hắn không nghĩ tới lấy được. Chỉ cần lấy được Tinh Vẫn Thánh Liên hỏa diễm năng lượng như vậy đủ rồi. Phốc phốc, vừa dứt lời, lại một đường lợi mang từ hư không bên trong phá xuất, bay thẳng Thiên Uyên Quỷ Chủ giữa lưng đi. Thiên Uyên Quỷ Chủ nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là vô tận băng lãnh, hắn phản ứng cực nhanh, chí ít cùng Vẫn Tinh Quỷ Vương không phải một cấp bậc. Đạo kia lợi mang chỉ là xuyên thủng đầu vai của hắn, cũng không có đả thương được gốc rễ của hắn. Thực sự là thất bại a. Một đạo lười biếng thanh âm vang lên. Thiên Uyên Quỷ Chủ tại hư không ngừng thân hình, quay đầu hướng về nguồn thanh âm nhìn tới, lại là nhìn thấy một cái hắc bào thanh niên, chính lãnh đạm đứng ở cái kia, lộ ra vẻ mặt phiền muộn. Là ngươi, ngươi vậy mà không chết? Thiên Uyên Quỷ Chủ kinh ngạc. Nếu là chân chính Thiên Uyên Quỷ Chủ, Hắc Hổ Quỷ Vương có lẽ sẽ còn thực kiêng kỵ, thậm chí sợ hãi. Thế nhưng là một cái thánh đế cảnh đỉnh phong Thiên Uyên Quỷ Chủ, Hắc Hổ Quỷ Vương lại làm sao biết để ở trong mắt đây. Huống hồ, Tiêu Phàm nhường hắn ứng phó một cái thánh đế cảnh đỉnh phong tu sĩ, hoàn toàn là nhường hắn lập công a, cơ hội như vậy,
đen xám quỷ vương đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Một kích này, hắc hổ quỷ vương cơ hồ là đã dùng hết toàn lực, bá đạo chảo cương hung hăng quất vào thiên uyên quỷ chủ trên người. Thiên uyên quỷ chủ nằm mơ đều không nghĩ đến, một cái quỷ vương, lại dám đối tự mình động thủ, hơn nữa còn là vào chỗ chết đánh. Một hơi này, nhưng hắn làm sao nuốt trôi, lồng ngực của hắn, bị hắc hổ quỷ vương cào nát, linh hồn chi lực hiện lên, hắn thân thể càng là giống như đạn pháo một dạng bay ngược mà ra, trọng trọng đập trên mặt đất. Hắc hổ, ngươi là phản thiên, thiên uyên quỷ chủ tê tâm lực kiệt gầm thét, hắn nhưng là đường đường quỷ chủ, lại sao có thể dung nhẫn một cái quỷ vương đối tự mình động thủ. Lão già, ngươi thật sự cho rằng thánh đế cảnh đỉnh phong giỏi. Dám giả mạo thiên uyên quỷ chủ, ngươi không biết thiên uyên quỷ chủ là thánh tôn cảnh sao? Hắc hổ quỷ vương căn bản không đem cái này thánh đế cảnh đỉnh phong thiên uyên quỷ chủ để ở trong mắt. Hắn lấn người mà tía. Tiêu Phàm hoa thời gian một tháng, rốt cục triệt để luyện hóa tinh vẫn thánh liên tàn diễm, hắn tu vi rốt cục ổn định ở thánh đế cảnh đỉnh phong. Đồng thời, vô tận chi hỏa cũng tỉnh lại, hơn nữa đột phá đến thánh hỏa đỉnh phong, tương đương với thánh đế cảnh cường giả tối đỉnh. Chủ nhân, khi nào đi tìm cho ta một loại tôn cấp hỏa diễm, để cho ta bước vào tôn cấp A? Vô tận chi hỏa tiện tiện nói ra. Tiêu Phàm không khỏi trợn trắng mắt. Nói, ngươi cho rằng tôn cấp hỏa diễm chỉ là rau cải trắng sao? Phải biết, thánh hỏa đã coi như là cao cấp nhất ngọn lửa, hơn nữa 10 điểm chưa có, tôn cấp hỏa diễm tự nhiên là càng thêm hiếm thấy, như thế nào dễ dàng như vậy có thể có được? Cho dù chiếm được, đó cũng không phải là bọn họ có thể tùy ý cắn nuốt a. Liền tựa như cái này tinh vẫn thánh liên, nếu như không phải vẫn tinh quỷ vương tự bạo, cùng thiên uyên quỷ chủ đồng quy vu tận. Vậy hắn cũng không khả năng nhặt được cái này cái đại tiện nghi. Chủ yếu nhất là, Tiêu Phàm nghiêm trọng hoài nghi, dù cho vô tận chi hỏa con hàng này thôn vệ một loại tôn cấp hỏa diễm, cũng chưa chắc có thể đột phá đến chân chính thánh tôn cảnh. Tốt rồi, chúng ta cũng nên rời đi, đừng để lão sư bọn họ chờ lâu. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thu hồi vô tận chi hỏa, liền hướng lấy phía trên đi. Thời gian một tháng. Theo tinh vẫn thánh liên tàn diễm bị thôn phệ, biển dung nham đã chậm rãi ngưng kết. Tiêu Phàm mở ra một cái thông đạo, chỉ chốc lát sau mới xuất hiện ở mặt, đen xám quỷ vương cùng kim long quỷ vương lập tức ngạc nhiên tiến lên đón. Tiêu Phàm ngắm nhìn bốn phía, lại là không thấy túy ông bóng dáng, không khỏi lo lắng hỏi, lão sư đây. Có phải hay không thập hung quỷ sát đã tới? Nói đến thập hung quỷ sát, Tiêu Phàm sắc mặt lại trở nên ngưng trọng lên. Không phải, hắc hổ quỷ vương liền vội vàng lắc đầu, thập hung quỷ sát đã tất cả đều chết hết. Chết, Tiêu Phàm rõ ràng không tin, thập hung quỷ sát đây chính là đỉnh cấp bán bộ thánh tôn cảnh cường giả A, lại làm sao có thể vô duyên vô cớ chết đây. Đại nhân, là thật, kim long quỷ tướng đem ngày đó sự tình giảng thuật một lần. Sẽ không như thế khéo léo A, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, hắn không nghĩ tới, vẫn tinh quỷ vương tự bạo. Lại còn gián tiếp giết chết bốn đại quỷ sát. Về phần đại cửu lưu quang cháo, Tiêu Phàm lại không làm sao quan tâm, có thể giết chết bốn đại quỷ sát, đã coi như là hoàn thành sứ mạng của nó. Lúc này, Tiêu Phàm sắc mặt lại trở nên băng lạnh, các ngươi nói, Vân Kiếm quỷ tướng bắt đi Như Hy. Không sai, bất quá cụ thể làm sao, chúng ta không rõ ràng. Kim Long quỷ vương gật đầu nói. Tiêu Phàm lấy ra một mai truyền âm ngọc phù. Hỏi thăm túy ông vị trí, rất nhanh Tiêu Phàm liền được đáp lại, chỉ là túy ông thanh âm có chút từng đợt, nghe được không phải đặc biệt rõ ràng. Vọng cổ băng đô, Tiêu Phàm ngừng một hồi, mới nghe được một cái tên, không khỏi nhìn về phía hai đại quỷ vương hỏi, vọng cổ băng đô là địa phương nào? Chỉ thấy hai đại quỷ vương tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, con người hơi hơi co rút lại, mà trong đầu của hắn, lại là không tự chủ được hồi tưởng lại năm đó chiến hồn đại lục vọng cổ thiên đô. Hai tòa này thành trì, phải chăng cũng có liên hệ gì đây? Hẳn là ta nghĩ nhiều rồi. Tiêu Phàm khổ sở lắc đầu, một cái ở chiến hồn đại lục, một cái ở cửu u địa ngục, hoàn toàn là không liên hệ nhau địa phương, lại làm sao có thể liên hệ với nhau? Đại nhân, ngài xác định Thanh Huyền lâu chủ ở vọng cổ băng đô. Hắc hổ quỷ vương hít sâu một cái nói, khó nén khiếp sợ trong lòng. Nói, Tiêu Phàm căn bản không có thời gian nói nhảm với hắn. Túy ông truyền tống tin tức đều không tiện, 89 phần 10 lâm vào nguy cơ.
Hắc Hổ Quỷ Vương bỗng nhiên dùng mình một cái, nói, vọng cổ băng đô, chính là thiên địa nhân quỷ thần trong đó thần điện chủ thành, thần điện cực kỳ thần bí, hơn nữa thực lực mạnh mẽ hết sức. Vừa đi vừa nói, Tiêu Phàm cũng không quan tâm cái gì vọng cổ băng đô, hắn chỉ biết là Túy Ông hiện tại gặp nguy hiểm, hắn phải đi cứu Túy Ông. Là, đại nhân, Hắc Hổ Quỷ Vương cùng Kim Long Quỷ Vương hai người 10 điểm không nguyện ý tiến về vọng cổ băng đô, nhưng lại không dám vi phạm Tiêu Phàm mệnh lệnh. Đại nhân, vọng cổ băng đô ở vào cửu u địa ngục Bắc Phương, nơi đó hàng năm băng tích tụ lâu ngày, vạn dặm sông băng, cơ hồ không có sinh linh nguyện ý tiến về, bởi vậy, nơi đó cũng là cực kỳ bần cùng địa phương. Hắc Hổ Quỷ Vương giải thích nói. Một bên Kim Long Quỷ Vương lại bổ sung một câu, thần điện chi chủ, tên là Đế Phi, không có người thấy nàng hình dáng, bất quá Thiên Uyên Quỷ Chủ cùng Nhân Vương thành Thiên Diện Nhân Vương, đều trên tay nàng thua thiệt qua. Là nữ, Tiêu Phàm hơi có chút ngoài ý muốn, nhìn thấy hai người gật đầu, hắn lại nói, các ngươi nói, Vân Kiếm Quỷ Tướng nắm lấy Như Hy trốn hướng vọng cổ băng đô làm cái gì? Hắc Hổ Quỷ Vương lắc đầu, vẻ mặt không hiểu bộ dáng. Ngược lại là Kim Long Quỷ Vương lộ ra dáng vẻ như có điều suy nghĩ nói, đại nhân, có lẽ có một việc có thể đến giúp ngươi. Dừng một chút, Kim Long Quỷ Vương lại nói, đã từng ta nghe nói, thần điện thần sứ đã từng đến thăm qua vô cửu Quỷ Vương, có lẽ cùng việc này có quan hệ. Tiêu Phàm gật đầu một cái, trong lòng lại là bắt đầu tính toán. Lúc này, xa xôi Bắc Phương. Băng tuyết bay tán loạn, thiên địa xương trắng mênh mông, Bắc Phong gào thét. Gào rít giận dữ, liếc nhìn lại, vạn dặm bao phủ trong làn áo bạc, sông băng đông kết đại địa, không khí đều lạnh tới cực điểm. Một tòa băng tinh chi thành, nguy nga đứng vững ở sông băng phía trên, đại khí hùng hồn, đảm nhiễm ngươi cuồng phong nộ khiếu, cũng bất động mảy may. Cửa thành phía trên, điêu khắc bốn cái cầu long đồng dạng cứng cáp chữ lớn, vọng cổ băng đô. Vọng cổ băng đô bên trong, vô số ăn mặc băng tinh chiến giáp thủ vệ ở trong thành nhanh chóng xuyên qua. Tựa như đang lục soát lấy cái gì. Bên này, đừng để hắn chạy, hắn đã bị trọng thương, không chạy thoát được đâu. Bên này có khí tức linh hồn của hắn, mấy người các ngươi đi theo ta. Từng đạo thanh âm dồn dập vang vọng ở trên đường phố không, mỗi cái chiến sĩ đều sát khí ngập trời. Mà lúc này, một tòa đơn sơ sân một cái không dễ thấy xó xỉnh bên trong, lại là còng lưng một bóng người, phảng phất bởi vì thời tiết quá lạnh. Toàn thân đều đang khẽ run lấy. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra, người này không phải người khác, chính là lão sư của hắn Túy Ông. Hảo một cái cửu dực băng tàm, cái này băng tàm độc, thậm chí ngay cả ta đều ngăn cản không nổi, thần điện quả nhiên là chỗ nguy hiểm nhất một trong. Túy Ông nhẹ nhàng thở dài. Vô luận là ở chiến hồn đại lục, vẫn là ở cửu u địa ngục, hắn lại khi nào từng có bây giờ chật vật. Bị người như thế truy sát, nhưng lại không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Không được, nhất định phải nhanh đem cửu dực băng tàm độc bước ra ngoài thân thể, bằng không liền phiền toái. Túy Ông thở sâu, trong cơ thể hắn không giờ khác nào không tại vận chuyển công pháp, khu trừ băng tàm độc. Trên người của hắn hàn ý càng ngày càng thịnh, ý thức cũng bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Cửu dực băng tàm độc, loại độc này quá bá đạo. Chỉ có thánh hỏa mới có thể đem loại này hàn băng độc triệt để khu trừ. Cũng liền Túy Ông thực lực còn có thể miễn cưỡng kiên trì, nếu như người khác, đoán chừng đã sớm hóa thành một tòa băng điêu. Không nghĩ tới chính là, vô cửu quỷ vương tôn nữ, dĩ nhiên là trong truyền thuyết chín đại cổ thể một trong, khó trách băng tàm vương muốn đem nàng xem như lô đỉnh. Túy Ông trong giọng nói hiện lên một vòng nồng nặc sát ý, ngưng tiếng nói, Phàm Nhi, hy vọng ngươi có thể mau chóng đuổi tới. Nói xong, Túy Ông toàn thân chậm rãi đã mất đi chi giác, triệt để đông kết thành một tòa băng điêu. Vọng cổ băng đô, một tòa vắng vẻ trong sân, hai đạo bóng người vừa đi vừa về trong phòng dạo bước, trên mặt đều là lo lắng. Không được, Thanh Huyền lâu chủ hai ngày đều còn chưa có trở lại, nhất định là đã xảy ra chuyện. Trong đó một bóng người lo lắng nói, trên mặt đều là lo âu. Mặt ngựa, nếu không chúng ta đi nhanh lên đi. Một người khác trong mắt tràn đầy sợ hãi, người nói, chúng ta cánh tay nhỏ bắp chân, cũng làm không là cái gì. Hiển nhiên, hai người này không phải người khác, chính là đầu trâu mặt ngựa. Thanh Huyền lâu chủ đem bọn hắn bỏ ở nơi này, liền một thân một mình tiến đến tìm hiểu Như Hy tin tức. Nhưng đi qua hai ngày thời gian, Túy Ông vẫn không có trở về,
bọn họ cũng không ngồi yên nữa. Muốn đi người đi, ta phải ở chỗ này chờ đại nhân tới. Mặt ngựa lắc đầu, con người bên trong hiện lên một vẻ kiên định. Hắn đi theo Tiêu Phàm mặc dù không tính quá lâu, nhưng đối Tiêu Phàm lại là cực kỳ chân thành, chí ít so đầu trâu muốn kiên định rất nhiều, đầu trâu gặp một lần sự tình không thích hợp, thường thường sẽ trước tiên chạy trốn. Đầu trâu nghe vậy, vội vàng vỗ ngực nói, ta đầu trâu là loại người này sao, không sai, chúng ta nhất định phải chờ đại nhân trở về, mặt ngựa, nếu không chúng ta đi trước tìm hiểu một lần Thanh Huyền lâu chủ tin tức. Mặt ngựa trầm ngâm chốc lát, gật đầu một cái, cũng tốt. Ta nhớ được Thanh Huyền lâu chủ là tiến về Cửu Dực Băng Tàm Vương phủ đệ, chúng ta nghĩ biện pháp chui vào, đến lúc đó đại nhân đến, cũng tốt tiếp ứng hắn, lần này, đầu châu lại là không có cự tuyệt, nếu như là nhường hắn đi liều mạng, đầu châu là cái thứ nhất cự tuyệt, có thể chỉ là nhường hắn đi tìm hiểu tin tức, đầu châu tự nhiên là không chút do dự. Ngay sau đó, hai người chuẩn bị một phen, lập tức rời đi tiểu viện. Tiêu Phàm mang theo Hắc Hổ Quỷ Vương cùng Kim Long Quỷ Vương đến, đã là hơn nửa tháng về sau, cái này vẫn là bọn họ một đường bay nhanh duyên cớ. Vòng cổ băng đô cửa thành, Tiêu Phàm đi ở phía trước, Hắc Hổ Quỷ Vương cùng Kim Long Quỷ Vương bọc lấy áo bào đen, cung kính đứng ở sau lưng hắn. Tiêu Phàm nhắm hai mắt cảm ứng một hồi, ngay sau đó hít sâu một cái nói, thần điện này quả nhiên không đơn giản, chỉ là cái này vọng cổ băng đô, thì có mấy cỗ khí tức nguy hiểm. Có thể làm cho Tiêu Phàm cảm thấy nguy hiểm, chí ít cũng là bán bộ thánh tôn cảnh. Đại nhân, thần điện cùng Quỷ Khốc Uyên khác biệt, Quỷ Khốc Uyên 10 đại quỷ vương, phân biệt đóng giữ 10 mảnh lãnh thổ, phân tán bên ngoài, mà thần điện Bát Phương, lại là một mực trấn thủ ở vọng cổ băng đô. Hắc Hổ Quỷ Vương cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu Phàm nghe vậy, lộ ra vẻ hiểu rõ, sắc mặt cũng hơi có chút ngưng trọng. Vừa mới hắn cảm ứng được mấy cỗ khí tức kia, đều không kém gì Vẫn Tinh Quỷ Vương, đoán chừng đều cùng thập hung quỷ sát thực lực chênh lệch không nhiều. Đại nhân, làm sao bây giờ, làm sao tìm được Thanh Huyền lâu chủ? Kim Long Quỷ Vương vẻ mặt mờ mịt. Mặc dù hắn thân làm quỷ vương, nhưng đối vọng cổ băng đô, cũng tràn đầy một loại nồng nặc kiêng kỵ. Tiêu Phàm không có trả lời, mà là xuyên phố đi ngõ hẻm, hướng về xa xa khu kiến trúc đi đến. Hắc Hổ Quỷ Vương cùng Kim Long Quỷ Vương không biết vì sao, đành phải đi theo Tiêu Phàm sau lưng, thời khắc phòng bị chú ý đến tứ phương động tĩnh. Đi lại mấy canh giờ, Tiêu Phàm lúc này mới dừng lại, lại nhắm mắt cảm ứng một hồi, nói, lão sư liền ở chúng ta đứng mảnh này khu vực bên trong, phạm vi không cao hơn 10 dặm, hiện tại tách ra hành động. Hắc Hổ cùng Kim Long Quỷ Vương hơi hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trong bọn họ tâm là cực kỳ không tin. Bọn họ đều căn bản không có cảm ứng được Túy Ông bất luận cái gì linh hồn khí tức, lại làm sao có thể xác nhận Túy Ông ở chỗ này đây? Là, đại nhân, bất quá hai người đối với Tiêu Phàm mệnh lệnh lại là không chút do dự phục tùng, chỉ là bọn hắn nội tâm lại không có ôm hy vọng quá lớn. Nhìn thấy Hắc Hổ cùng Kim Long Quỷ Vương rời đi, Tiêu Phàm cũng lựa chọn một cái phương hướng, cẩn thận tìm kiếm. Người khác có lẽ tìm không thấy Thanh Huyền lâu chủ. Nhưng Tiêu Phàm dựa vào Túy Ông trên người truyền âm ngọc phù, là có thể cảm ứng được hắn đại khái phương hướng. Nhưng mà, mấy canh giờ xuống tới, Tiêu Phàm lại là không thu hoạch được gì, Hắc Hổ cùng Kim Long Quỷ Vương cũng chưa từng tìm kiếm được Túy Ông tung tích, trong hai người tâm đối Tiêu Phàm càng thêm hoài nghi. Bất quá, Tiêu Phàm lại là tự tin vô cùng, hắn đối với mình truyền âm ngọc phù rất tự tin. Các ngươi xác định tìm khắp. Tiêu Phàm sắc bén con ngươi hướng về Hắc Hổ cùng Kim Long Quỷ Vương. Đại nhân, thuộc hạ thực đều đi tìm, Kim Long Quỷ Vương khổ sở nói. Không đúng, hẳn còn có một cái địa phương không tìm. Hắc Hổ Quỷ Vương lại là lắc đầu, chỉ là, chỗ đó sợ là không tốt vào. Địa phương nào, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại. Hắc Hổ dù sao cũng là Quỷ Vương, lấy hắn thực lực, còn có chỗ nào là không thể vào. Đại nhân nói tới 10 dặm phạm vi giáp danh có một tòa phủ đệ, ta cũng nghe ngóng, đó là thần điện Cửu Dực Băng Tàm Vương phủ đệ. Hắc Hổ suy nghĩ một chút nói, Cửu Dực Băng Tàm Vương, chính là thần điện Bát Vương bên trong đệ Tam Vương, thực lực cực kỳ cường hoành, không kém gì Vẫn Tinh Quỷ Vương, ở trên chúng ta. Nói đến đây, Hắc Hổ trên mặt cũng là lộ ra một trận vẻ bất đắc dĩ. Vẫn Tinh Quỷ Vương thế nhưng là Quỷ Khốc Uyên 10 đại quỷ vương đứng đầu, nhưng tại thần điện. Lại vẻn vẹn bài danh thứ 3 mà thôi, có thể nghĩ thần điện Bát Phương cường đại.
lấy ngươi thực lực, chẳng lẽ còn không thể ẩn núp đi vào? Tiêu Phàm trên mặt lộ ra không thích, rõ ràng là ngươi Hắc Hổ Quỷ Vương không tận lực, bằng không, lấy ngươi thực lực, len lén tiến vào Băng Tàm Vương phủ đệ, lại có ai có thể phát hiện? Đại nhân, ngươi đây liền trách oan Hắc Hổ. Kim Long hợp thời chen lời nói, cái này Băng Tàm Vương thủ vệ có thể là có tiếng nghiêm ngặt, hơn nữa hắn đối linh hồn chi lực cực kỳ mẫn cảm, cho dù là chúng ta, cũng rất khó chui vào. Không chỉ như vậy, ta vừa mới nhìn thấy, Băng Tàm Vương phủ thủ vệ so tưởng tượng còn muốn nghiêm ngặt. Hắc Hổ cười khổ nói ra, bất quá, hai ngày này Băng Tàm Vương tựa như muốn làm việc vui. Việc vui gì? Tiêu Phàm hỏi, đột nhiên tựa như bắt được cái gì? Cụ thể việc vui gì ta không biết, nhưng Băng Tàm Vương phủ đệ răng đèn kết hoa, đến lúc đó khẳng định có không ít người có thể tiến vào Băng Tàm Vương phủ đệ, có lẽ chúng ta có thể mượn cơ hội này đi vào. Hắc Hổ nghiêm túc nhớ lại một lần mới lên tiếng. Cái kia Băng Tàm Vương có biết hay không các ngươi? Tiêu Phàm đột nhiên hỏi. Từng có qua gặp mặt một lần. Hắc Hổ Quỷ Vương nghi hoặc không hiểu, bất quá vẫn gật đầu. Ta từng cùng hắn phát sinh qua một chút chuyện tình không vui. Kim Long Quỷ Vương cũng trịnh trọng nói, trong mắt của hắn, còn lộ ra một vòng kiêng dè. Vậy các ngươi không cần tiến vào, liền lưu tại Băng Tàm Vương phủ đệ chung quanh, phối hợp ta hành động. Tiêu Phàm dùng giọng ra lệnh nói, Kim Long, ngươi đi tìm hiểu một lần, rốt cuộc là việc vui gì, Hắc Hổ, ngươi theo ta đi làm chút chuyện. Là, đại nhân, hai người cung kính đáp. Kim Long Quỷ Vương tiến về tìm hiểu Băng Tàm Vương tin tức, mà Hắc Hổ nhưng lưu lại, chỉ là nhường hắn kinh ngạc là, Tiêu Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đại nhân, cần ta làm cái gì? Hắc Hổ Quỷ Vương nghi ngờ nói, thấy thế nào, hắn đều cảm thấy Tiêu Phàm là cố ý đẩy ra Kim Long Quỷ Vương. Chẳng lẽ có chuyện gì, là không thể để Kim Long Quỷ Vương biết đến sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, nhìn chăm chú xa xa tòa kia xa hoa phủ đệ, lạnh như băng phun ra hai chữ, bày trận. Tiêu Phàm mang theo Hắc Hổ Quỷ Vương ở Băng Tàm Vương phủ đệ chung quanh bận rộn nửa ngày, khi biết Tiêu Phàm bố trí trận pháp dĩ nhiên là tôn cấp trận pháp thời điểm, Hắc Hổ Quỷ Vương âm thầm kinh thán không thôi. Đồng thời, hắn đối Tiêu Phàm càng là càng ngày càng bội phục lên. Một cái có thể bố trí tôn cấp trận pháp thánh đế cảnh đỉnh phong, tuyệt đối so với đại bộ phận bán bộ thánh tôn cảnh khủng bố hơn rất nhiều. Hắc Hổ, đến lúc đó do ngươi điều khiển trận pháp này, không nên để cho Kim Long biết rõ. Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng nói. Yên tâm đi, đại nhân. Hắc Hổ Quỷ Vương gật gật đầu, tựa như lấy được Tiêu Phàm tín nhiệm, là một loại cực lớn vinh dự một dạng. Tiêu Phàm ý vị thâm trường nhìn Hắc Hổ Quỷ Vương một cái, chỉ chốc lát sau, nơi xa một bóng người lấp lóe mà tới, chính là tìm hiểu tin tức Kim Long Quỷ Vương. Kim Long, tin tức dò xét làm sao? Hắc Hổ Quỷ Vương nhìn về phía Kim Long Quỷ Vương nói. Kim Long Quỷ Vương lại là quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, hơi hơi thi lễ nói, đại nhân, hai ngày về sau, Băng Tàm Vương cưới vợ, cho nên mới sẽ răng đèn kết hoa. Lão già kia lại muốn lấy vợ, này cũng thứ mấy trăm cái. Hắc Hổ Quỷ Vương nổi giận mắng. Kim Long Quỷ Vương không khỏi trợn trắng mắt, tiếp tục nói, đến lúc đó đoán chừng thần điện bát vương sẽ có không ít đến cho hắn chúc mừng, đại nhân hẳn là có thể lẫn vào trong đó. Bất quá muốn ở Băng Tàm Vương phủ đệ tự do hành động, sợ là không dễ dàng, cái này đến lúc đó lại nói, bất kể như thế nào, ta đều muốn đi vào. Tiêu Phàm thái độ 10 điểm kiên quyết. Việc quan hệ túy ông sự sống còn, Tiêu Phàm là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua. Cái này 10 dặm phạm vi bọn họ đều tìm lần, cũng không nhìn thấy túy ông thân ảnh, bây giờ khả năng duy nhất, kia liền là ở Băng Tàm Vương phủ đệ. Nếu như túy ông thực ở Băng Tàm Vương phủ đệ, tình huống sợ không phải tốt như vậy. Hắc Hổ, người đi làm tốt ta lời nhắn nhủ sự tình. Tiêu Phàm lại nói, đưa mắt nhìn Hắc Hổ Quỷ Vương rời đi, hắn vừa nhìn về phía Kim Long Quỷ Vương nói, Kim Long, người theo ta đi làm một ít chuyện. Tầm nửa ngày sau, Tiêu Phàm cùng Kim Long Quỷ Vương lại bố trí một cái trận pháp, Tiêu Phàm lại đối Kim Long Quỷ Vương nói, Kim Long, trận pháp này đến lúc đó do ngươi đến điều khiển. Không nên để cho Hắc Hổ biết rõ. Là, đại nhân, Kim Long thở sâu, trịnh trọng gật đầu một cái. Tốt rồi, còn có một ngày nhiều thời giờ, ta cũng đi chuẩn bị một phen, ngươi lưu lại nơi này, lấy truyền âm ngọc phù để tin. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền tại chỗ biến mất. Chỉ chốc lát sau,
Tiêu Phàm xuất hiện ở Băng Tàm Vương phủ đệ cách đó không xa một đầu trong ngõ nhỏ, nhìn chăm chú Hắc Hổ Quỷ Vương cùng Kim Long Quỷ Vương phương hướng, nhỏ giọng thầm thì nói, Hắc Hổ, Kim Long, các ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng a. Nói xong, cuối ngõ hẻm, đột nhiên đi ra hai đạo bóng người, hai người nhìn xung quanh bốn phía, nhìn thấy không người về sau, vẻ mặt kích động đi tới, bái nói, đầu trâu mặt ngựa, bái kiến đại nhân. Các ngươi nói, biết rõ như hi tung tích, Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn hai người. Hắn sở dĩ bỏ xuống Kim Long cùng Hắc Hổ Quỷ Vương, cũng là bởi vì nhận được Ngưu Đầu Mã Diện tin tức, một mình tới nơi này gặp mặt hai người. Đầu trâu mặt ngựa gật gật đầu, đầu trâu có chút khó chịu nói, đại nhân, như hi nàng ở Băng Tàm Vương phủ đệ hưởng phúc, làm hại chúng ta trăm cay nghìn đắng tới nơi này tìm nàng. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm vẻ mặt mộng bức, cái gì gọi là ở Băng Tàm Vương phủ đệ hưởng phúc? Hắn đột nhiên nghĩ tới lúc trước người của thần điện bái phỏng Vô Cửu Quỷ Vương sự tình, chẳng lẽ Vô Cửu Quỷ Vương cùng Băng Tàm Vương quan hệ không tệ, sau khi hắn chết vậy mà đặc biệt chiếu cố hắn tôn nữ. Như hi nàng đều muốn gả cho Băng Tàm Vương, về sau ai còn dám đắc tội nàng? Đầu trâu ngữ khí sông tràn đầy ghen ghét. Mặt ngựa đẩy đầu trâu một cái, nói có lẽ sự tình không phải người ta tưởng tượng đơn giản như vậy, bằng không mà nói, Thanh Huyền lâu chủ cũng sẽ không đi một chuyến Băng Tàm Vương phủ đệ liền biến mất. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Tiêu Phàm nghe được Túy Ông tin tức, một phát bắt được mặt ngựa cổ áo nói, người nói cái gì, lão sư là ở Băng Tàm Vương phủ đệ biến mất. Mặt ngựa bị Tiêu Phàm giữ tợn mặt mũi dọa cho phát sợ, vội vàng nói, đại nhân, ta. Tiêu Phàm cũng phát hiện mình có chút kích động, vội vàng buông ra mặt ngựa, sắc mặt bất thiện nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Mặt ngựa sắc mặt lúc này mới khôi phục lại bình tĩnh, sắp xếp lời nói một chút nói, cụ thể chuyện gì xảy ra chúng ta cũng không rõ ràng, bất quá đương sơ chúng ta dò thăm như hi tin tức, Thanh Huyền lâu chủ liền tiến về Băng Tàm Vương phủ đệ. Hắn để cho chúng ta chờ hắn, có thể chờ hai ngày, cũng không gặp Thanh Huyền lâu chủ trở về, ta theo đầu trâu hết sức lo lắng, liền quyết định tiến về Băng Tàm Vương phủ đệ tìm hiểu Thanh Huyền lâu chủ tin tức. Đáng tiếc, Thanh Huyền lâu chủ tin tức chúng ta không có đánh tìm được bao nhiêu, ngược lại là nghe được như hi tin tức, bất quá theo Băng Tàm Vương phủ thủ vệ nói, ngày đó có người xâm nhập Băng Tàm Vương phủ đệ. Hơn nữa còn kinh động đến Băng Tàm Vương đã thương nặng người kia cuối cùng trốn được, chúng ta nghĩ, đó phải là Thanh Huyền lâu chủ. Mặt ngựa sợ Tiêu Phàm tức giận, một hơi đem mình có được tin tức nói ra. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi nhìn nhiều mặt ngựa một cái. Người này so đầu trâu làm việc lại là đáng tin hơn nhiều. Lão sư thụ trọng thương, thoát đi Băng Tàm Vương phủ đệ. Tiêu Phàm trong lòng tính toán rất nhanh về, lúc này, hắn ánh mắt hơi hơi sáng lên, ta cảm ứng được lão sư liền ở 10 dặm phạm vi bên trong, mà Băng Tàm Vương người không tìm được, đây chẳng phải là nói. Lão sư liền ở Băng Tàm Vương phủ đệ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng không rõ mừng rỡ lên. Khả năng này rất lớn. Dù sao, Túy Ông nếu như giấu ở Băng Tàm Vương phủ đệ, kia liền là đứng ở sau đèn thì tối, Băng Tàm Vương phủ đệ thủ vệ, thật đúng là không nhất định có thể tìm được. Đầu trâu mặt ngựa, các ngươi tiềm nhập Băng Tàm Vương phủ đệ. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, hắn đột nhiên phát hiện, hai cái này hoàn toàn có thể sơ sót người, có vẻ như cũng không phải là không còn gì khác a. Đầu trâu nghe vậy, lập tức giành nói, đại nhân, thuộc hạ hai người phế không ít công phu. Rốt cục trở thành Băng Tàm Vương phủ đệ hộ vệ trưởng. Vậy các ngươi có thể dẫn người tiến vào Băng Tàm Vương phủ đệ sao? Tiêu Phàm hơi có vẻ kích động hỏi. Đầu trâu nghe vậy, sắc mặt tối sầm lại nói, chúng ta mặc dù là hộ vệ trưởng, nhưng chỉ có thể ở Băng Tàm Vương ngoài phủ đệ vây hoạt động. Cái này là đủ rồi. Tiêu Phàm ý vị thâm trường cười một tiếng, đầu trâu, thả ngươi một ngày nghỉ, chỗ nào ngươi đều có thể đi, chỉ cần không bị người nhận ra làm cho. Đầu trâu không biết vì sao, nhưng mà một khắc sau, hắn lại là nhìn thấy Tiêu Phàm thân thể đột nhiên quỷ dị biến hóa, đầu trâu trực tiếp ngốc trệ tại nguyên chỗ. Thời gian mấy hơi thở, Tiêu Phàm vậy mà biến thành hắn đầu trâu bộ dáng, thậm chí ngay cả linh hồn khí tức đều không có gì khác nhau. Đại nhân anh minh, mặt ngựa trực tiếp cho Tiêu Phàm đập một cái sợ cái rắm, vừa nhìn về phía đầu trâu, vẻ mặt ngạo nghễ nói, đầu trâu, ta mang theo đại nhân tiến vào Băng Tàm Vương phủ đệ. Ngươi liền tìm một chỗ trốn đi a. Đầu trâu nhếch miệng, bất quá đối với Tiêu Phàm quyết định, hắn là không dám có bất kỳ phản bác nào.
hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn qua Tiêu Phàm cùng mặt ngựa rời đi, hơn nữa trơ mắt nhìn hai người bước vào băng tàm vương phủ đệ. Tiêu Phàm hóa thân đầu trâu, đi theo mặt ngựa tiến nhập cửu dực băng tàm vương phủ đệ, chính hắn đều không nghĩ đến, sẽ tiến vào thuận lợi như vậy. Đại nhân, ta theo đầu trâu có thể đi địa phương, chỉ có tiền viện, trung đình cùng hậu viện là từ mặt khác cường đại hơn hộ vệ trưởng thủ hộ. Mặt ngựa cho Tiêu Phàm nhắc nhở. Hắn nhưng là biết rõ, Tiêu Phàm chính là một cái không sợ trời không sợ đất chủ, bất quá nơi này lại là cửu dực băng tàm vương phủ đệ, cho dù là quỷ vương cấp bậc nhân vật cũng không dám dương oai. Đừng đến lúc đó túy ông không tìm được, ngược lại kinh động đến cửu dực băng tàm vương phủ người, vậy coi như đem mình ngã vào. Ta biết, chúng ta chia ra hành động, Tiêu Phàm gật gật đầu. Không cần mặt ngựa nhắc nhở, hắn cũng sẽ không tiến về trung đình cùng hậu viện. Bởi vì tiền viện liền ở lúc trước hắn cảm ứng túy ông phạm vi bên trong. Hơn nữa, khi hắn bước vào băng tàm vương phủ để một khắc này, Tiêu Phàm cảm ứng càng thêm mãnh liệt. Hắn cho túy ông một mai kia giản dị truyền âm ngọc phù, hẳn là liền tại phụ cận, cũng chính là tiền viện. Đại nhân đừng lo, mặt ngựa vẫn còn có chút lo lắng, muốn nói thêm tỉnh Tiêu Phàm một câu, có thể Tiêu Phàm thân hình lóe lên, liền không thấy bóng dáng. Mặt ngựa chỉ có thể khe khẽ thở dài, ngay sau đó hướng một phương hướng khác đi, hắn chỉ hy vọng, Tiêu Phàm đừng làm rộn phải động tĩnh quá lớn, đến lúc đó có thể gặp phiền toái. Lại nói Tiêu Phàm hành động một mình, tiến nhập một tòa tương đối vắng vẻ trong sân. Mặt khác tiểu viện mặc dù cũng đồng dạng băng thiên tuyết địa, nhưng lại không thiếu bóng người, có thể một lần này làm tiểu viện, lại thanh lãnh hết sức, chung quanh liền một người thủ vệ đều không có. Đương nhiên. Hắn sở dĩ tiến vào tòa này tiểu viện, là khi hắn đi ngang qua tiểu viện chung quanh thời khắc, trong lòng loại kia cảm ứng càng thêm mãnh liệt. Hy vọng lão sư ngay ở chỗ này, Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống nói. Túy ông một mình xâm nhập băng tàm vương phủ để đều không thể yên ổn đi ra ngoài, hắn cũng không thể không cẩn thận. Chẳng qua là khi hắn quan sát sân bầy bố lúc, vẫn không khỏi phải nhíu mày. Tòa này tiểu viện 10 điểm đơn giản. Chính là vài tòa lẻ loi trơ trọi băng tinh phòng ở, trong sân không có bất kỳ cái gì những sinh linh khác, liền một khỏa cỏ dại đều không có. Chỗ như vậy, đừng nói tàng một người sống sờ sờ, chính là tàng một con kiến, cũng chạy không thoát hắn bắt. Quả nhiên, Tiêu Phàm linh hồn chi lực đảo qua cả tòa tiểu viện, lại là không thu hoạch được gì. Bất quá có một chút hết sức kỳ lạ, kia liền là trong đó một căn phòng, lại có một loại lực lượng kỳ lạ. Ngăn trở hắn linh hồn chi lực thăm dò. Cửu dực băng tàm vương phủ đệ, vẫn còn có chỗ như vậy. Tiêu Phàm trong lòng có chút buồn bực, chậm rãi hướng về gian kia tiểu viện tới gần. Lúc này, Tiêu Phàm đi tới cửa gian phòng, xòe bàn tay ra hướng về cửa phòng đẩy đi. Két một tiếng, cửa phòng khẽ run lên, mở ra một cái khe hở, một cỗ thối nát mà khí tức mục nát tốc thẳng vào mặt, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày. Tiêu Phàm xuyên thấu qua khe hở hướng trong phòng nhìn tới, trừ bỏ đen kịt, lại là cái gì cũng không thấy. Ngươi làm gì, chán sống hay sao? Đột nhiên, Tiêu Phàm bàn tay bị quát khẽ một tiếng dọa rụt trở về, hắn quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy hai cái thủ vệ đứng ở ngoài viện, vừa giận vừa sợ nhìn xem hắn. Đầu trâu, là ngươi. Một cái khác thịt viên tu sĩ nhìn thấy Tiêu Phàm, không khỏi quát khẽ còn không mau đi ra. Liền này viện lạc ngươi đều dám vào đi, ngươi muốn chết sao? Tiêu Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bất quá bản năng hướng phía sau thối lui, rời đi thời khắc, hắn lại nhìn không được hướng trong khe cửa nhìn thoáng qua. Chẳng biết tại sao, hắn cũng cảm giác có cặp mắt đang ngó chừng hắn, nhìn hắn toàn thân có chút run rẩy. Cước bộ của hắn bỗng tăng tốc, chuẩn bị hướng ở ngoài viện đi. Cũng liền rời đi sân một sát na kia, Tiêu Phàm nhìn thoáng qua. Đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ kinh hãi, cũng may mặt ngoài còn duy trì bình tĩnh. Chỉ thấy sân xó xỉnh bên trong, co do một bộ băng điêu hiện lên hình người, lờ mờ có thể thấy rõ ràng mặt mũi của hắn. Nhìn thấy trương này khuôn mặt, Tiêu Phàm nhịp tim bỗng bắt đầu tăng tốc, thậm chí kém chút kinh hô mà ra. Lão sư, Tiêu Phàm trong lòng kinh hô, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Túy ông thế nhưng là bán bộ thánh tôn cảnh A. Cơ hồ là thánh đế cảnh bên trong vô địch tồn tại, nhưng hắn vậy mà đông thành băng điêu. Hắn đột nhiên ý thức được, cái này băng tàm vương phủ đệ, có vẻ như so tưởng tượng còn nguy hiểm hơn rất nhiều.
Rốt cuộc là ai đem lão sư làm thành như vậy? Tiêu Phàm trong lòng sát khí bốc lên, thiếu chút nữa thì nhịn không được bạo phát ra. Đầu trâu, người còn lo lắng cái gì, còn không ra. Bên ngoài trong đó một cái thủ vệ nổi giận nói, thanh âm rất nhỏ, giống như sợ kinh động đến trong phòng kia cái nào đó đổ vật. Đến, Tiêu Phàm bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng xông ra tiểu viện, cũng tiện tay đóng lại tiểu viện chi môn. Có hai cái này thủ vệ ở chỗ này, hắn nghĩ muốn dẫn đi Túy Ông, cơ hồ là chuyện không thể nào, dứt khoát chỉ có thể kéo dài một ít thời gian. Người cái tên này lá gan không nhỏ a, liền trong này cũng dám đi vào, nếu là vương biết rõ, đoán chừng sẽ lột da của ngươi ra. Trong đó một cái thủ vệ vỗ vỗ Tiêu Phàm bả vai nói. Tiêu Phàm không biết vì sao, cố ý hỏi, huynh đệ, đầu châu ta mới đến, không hiểu quy củ, không biết trong gian phòng đó bên cạnh có cái gì. Ngươi không biết, thủ vệ kia lấy lại tinh thần, nói, cũng đúng, ngươi mới tới thời gian nửa tháng, không biết cũng bình thường, cái này. Nói đến đây, thủ vệ rụt cổ lại thận trọng nhìn chung quanh, lúc này mới cho Tiêu Phàm truyền âm nói, đừng trách ta không có nói cho ngươi a, tốt nhất đừng tiến vào này viện lạc, dù cho tới gần đều không được, trong này người, cũng không bình thường, nơi này có người. Tiêu Phàm kinh ngạc, vẻ mặt không tin. Hắn vừa mới thế nhưng là từ trong khe cửa nhìn đến bên trong, hoàn toàn không thấy được bất luận bóng người nào, từ đâu tới người đâu. Cụ thể có ta hay không không biết. Thủ vệ kia cũng lắc đầu, híp hai mắt nhìn lướt qua tiểu viện, nói, bất quá, ta nghe nói này viện lạc, đã từng là dùng để giam giữ băng tầm công chúa. Băng tầm công chúa là ai ngươi không biết là a, ta cho ngươi biết cũng không sao, cái này băng tầm công chúa a, chính là băng tầm vương đời thứ nhất thê tử. Mặc dù ta nghe nói băng tầm công chúa hình dạng xấu xí, nhưng là, ngươi cảm thấy băng tầm vương biết rõ ngươi nhìn lén băng tầm công chúa, sẽ như thế nào đối phó ngươi đây? Tiêu Phàm nghe vậy, cố ý lộ ra vẻ sợ hãi, bất quá trong lòng lại là hơi hơi kinh ngạc, băng tầm công chúa, băng tầm vương thê tử. Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, khác một người thủ vệ lại bổ sung một câu, ta nghe nói, băng tầm vương có thể có địa vị của hôm nay, cùng băng tầm công chúa có quan hệ rất lớn. Vậy vì sao vương muốn giam giữ băng tầm công chúa đây? Tiêu Phàm càng thêm nghi ngờ. Trong lòng của hắn thậm chí hoài nghi. Hai người này có phải bị bệnh hay không, ở trong này nói năng bậy bạ. Một cái có thể trợ giúp nữ nhân của mình, làm một cái nam nhân, cảm kích nàng còn không kịp đây, như thế nào lại giam giữ nàng. Cụ thể làm sao ta không biết, việc này cũng không phải chúng ta có thể quan tâm. Khác một người thủ vệ tiếp tục nói, đầu châu, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lòng hiếu kỳ quá mạnh, bằng không chết như thế nào đều không biết. Thụ giáo, đa tạ hai vị. Quay đầu ta mời hai vị uống rượu, báo đáp hai vị đề điểm tri ân. Tiêu Phàm hơi hơi chắp tay, hoàn toàn đem mình làm đầu trâu. Chọn ngày không bằng đụng ngày, ngay bây giờ a. Thứ một người thủ vệ trực tiếp lôi kéo Tiêu Phàm cánh tay liền hướng bên ngoài đi. Tiêu Phàm quay đầu nhìn thoáng qua tiểu viện, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo hai người tạm thời rời đi. Tiêu Phàm đuổi đi hai cái kia thủ vệ, đã là lúc nửa đêm. Từ trong miệng hai người, Tiêu Phàm lại lấy được một chút tin tức hữu dụng, băng tàm vương mấy ngày nay bế quan, đoán chừng phải đợi đến tân hôn hôm đó mới có thể đi ra ngoài. Hắn cũng thuận tiện giải băng tàm vương cùng băng tàm công chúa một chút tin tức, chỉ là cái này hai người biết cũng không nhiều. Tiêu Phàm không có tiếp tục cùng hai người quần nhau, hắn đã không kịp chờ đợi đi cứu Túy Ông. Thần điện đêm, không phải bình thường lạnh, tu sĩ tầm thường ở chỗ này, đoán chừng đều chưa chắc có thể chịu được loại này rét lạnh. Tiêu Phàm lặng yên không tiếng động lần nữa chui vào trong sân, đi tới tiểu viện xó xỉnh bên trong chuẩn bị mang đi Túy Ông. Nhưng mà, nhường hắn biến sắc chính là, Túy Ông vậy mà không thấy. Hắn nhưng là nhớ kỹ, Túy Ông rõ ràng bị băng phong a, hắn là không thể nào tự mình di động, trừ phi có người mang theo Túy Ông rời đi. Chẳng lẽ là mặt ngựa? Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, hắn quay người chuẩn bị rời đi. Két, cũng đúng lúc này. Phía trước một tòa tiểu viện chi môn bị gió thổi mở, nhẹ nhàng bãi động, phát ra một trận trầm thấp tiếng va chạm, trong nháy mắt hấp dẫn Tiêu Phàm lực chú ý. Đen nhánh gian phòng bên trong, ngay cả ánh sáng dây đều có thể thôn phệ, giống như một đầu hung thú mở ra miệng to như chậu máu chờ lấy hắn tiến vào. Nhìn qua cái kia đen nhánh gian phòng, Tiêu Phàm không khỏi cau mày. Hướng về nhìn mấy lần, Tiêu Phàm quay người chuẩn bị rời đi,
Chẳng biết tại sao, gian phòng kia cho hắn một loại cực kỳ bất an cảm giác. Nhưng mà, cũng liền ở Tiêu Phàm xoay người một sát na kia, hắn dư quang thấy được một cái bóng. Hắn vội vàng định trụ thân thể, nhìn chằm chằm cái kia cửa phòng, ở trong phòng kia, co do một cái băng điêu bên trong người khuôn mặt có thể thấy rõ ràng. Lão sư, Tiêu Phàm không chút do dự nhào tới. Bất quá, tuy ông đông kết thành băng điêu, cũng giống như bị một cỗ đại lực liên lụy, kéo vào phòng. Tiêu Phàm đứng ở cửa phòng do dự thời gian một hơi thở, vẫn là khẽ cắn môi đi vào. Cũng liền ở Tiêu Phàm bước vào gian phòng trong nháy mắt đó, cửa gian phòng phịch một tiếng đóng lại, Tiêu Phàm trong tầm mắt đen kịt một màu, đưa tay không thấy năm ngón. Đi ra, Tiêu Phàm nín thở ngưng thần, quát lạnh một tiếng, không ngừng đề phòng bốn phía. Chỉ là chờ đợi hắn chính là mình hồi âm, đối diện căn bản không có người trả lời. Để Tiêu Phàm kinh dị là, hắn linh hồn lực lượng rời đi ngoại thân ba thước bên ngoài lúc, lại bị một loại lực lượng quỷ dị cắn nuốt mất. Kể từ đó, hắn nghĩ muốn dò xét đến chung quanh tình huống, cũng căn bản làm không được. Gian phòng kia nhìn rõ ràng là rất nhỏ, lại cho Tiêu Phàm một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Tiêu Phàm từ linh giới bên trong lấy ra một chút nguyên thạch, thôi động thời khắc, có thể phát ra ánh sáng ảm đạm mang, lờ mờ có thể thấy rõ ràng chung quanh trong vòng mấy trượng đồ vật. Chỉ bất quá, nguyên thạch bên trong ẩn chứa nguyên khí. Chỉ một lát sau liền bị lực lượng vô hình kia cắn nuốt không còn một mảnh, cái gì đều không lưu lại. Cũng may Tiêu Phàm nguyên thạch không ít, lúc trước lường gạt cái kia mấy chục ức, đối với Tiêu Phàm mà nói, đã đầy đủ lợi dụng. Ở nguyên thạch quang mang chiếu xạ, Tiêu Phàm rốt cục nhìn rõ ràng trong phòng đại khái tình huống. Trong phòng không gian kỳ thật cũng không lớn, cũng liền 10 trượng trở lại phương viên, bất quá cũng xa so với bên ngoài thấy phải lớn rất nhiều. Tiêu Phàm lờ mờ có thể nhìn thấy, ở trong phòng chỗ sâu nhất, có một tòa đen nhánh quan tài phía trên, lượn lờ nồng nặc hắc khí. Cái kia sương mù màu đen, tản ra một loại khí tức mục nát, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Thi khí, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, ngay sau đó lại lắc đầu, đây không phải thi khí, cửu u địa ngục chỉ có linh hồn chi thể, sẽ không tồn tại đúng nghĩa thi thể, đây là linh hồn sát khí. Tiêu Phàm chậm rãi hướng về hắc quan tới gần, vô tận chi hỏa ở da mình bên trên tạo thành một đạo cỡ nhỏ kết giới, muốn đem cái kia linh hồn sát khí ngăn cách bên ngoài. Nhưng mà, để Tiêu Phàm kinh ngạc là, cái kia sương mù màu đen vậy mà không nhìn vô tận chi hỏa phần luyện. Không, chuẩn xác mà nói, là đại bộ phận sương mù màu đen có thể được luyện hóa, nhưng cũng có một số nhỏ sáp nhập vào hắn linh hồn chi thể bên trong. Đây không phải linh hồn sát khí, mà là thực chất hóa chớ chú chi lực. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, sắc mặt đại biến. Chớ chú chi lực, Tiêu Phàm được chứng kiến không ít, Tu La truyền thừa bên trong cũng ghi lại rất nhiều, thế nhưng là, hắn còn chưa bao giờ từng thấy thực chất hóa chớ chú chi lực. Lời nguyền này lực lượng, sợ là liền thánh tôn cảnh đều ngăn cản không nổi a. Tiền bối, vãn bối không quan tâm quấy rầy, chỉ là muốn mang đi nhà mình trưởng bối. Tiêu Phàm hướng về phía cái kia màu đen quan tài trịnh trọng thi lễ. Có thể tiếp nhận đậm đà như vậy chớ chú chi lực mà bất tử, đủ để chứng minh đối phương kinh khủng. Chí ít, hắn Tiêu Phàm là không thể nào thời gian dài tiếp nhận kinh khủng như vậy chớ chú chi lực. Người nghĩ mang đi hắn. Lúc này, hư không truyền đến một đạo phiêu miểu mà thanh âm khàn khàn, vậy liền thay ta làm một chuyện. Tiêu Phàm quét mắt tứ phương, lại là không phát hiện bất luận bóng người nào. Cuối cùng ánh mắt rơi vào cái kia màu đen trong quan tài. 8/9/10, người kia liền nằm ở hắc xác trong quan tài. Không biết tiền bối cần vãn bối làm chuyện gì, chỉ cần đủ khả năng, vãn bối nhất định hết sức nỗ lực. Tiêu Phàm thở sâu thảo. Vì túy ông sinh mệnh, hắn không thể không đáp ứng đối phương điều kiện, dù cho hắn làm không được, cũng phải liều mạng đi làm. Đối phương trầm mặc chốc lát. Lại lạnh như băng phun ra một câu, thay ta giết cửu dực băng tàm. Giết cửu dực băng tàm, Tiêu Phàm nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Cửu dực băng tàm, đây chính là bán bộ thánh tôn cảnh bên trong tuyệt đỉnh tồn tại a, liền túy ông đều ở trên tay hắn bị thiệt lớn, hắn một cái thánh đế cảnh đỉnh phong, lại tại sao có thể là cửu dực băng tàm đối thủ? Tiền bối cho rằng vãn bối có thể giết chết hắn sao? Tiêu Phàm trong lòng có chút khó chịu. Bất quá vẫn là áp chế một cách cưỡng ép lấy tức giận trong lòng.
nhưng mà, lời nói của đối phương, lại là để Tiêu Phàm cũng không còn cách nào bình tĩnh. Thiên đố chi nhân, làm bất cứ chuyện gì cũng có thể. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân run lên, mình là thiên đố chi nhân bí mật này, thế nhưng là có rất ít người biết a. Người này vậy mà liếc mắt liền nhìn ra, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh. Trầm ngâm chốc lát, Tiêu Phàm cái này mới thật sự trịnh trọng nói, ngươi là băng tẩm công chúa a, ta làm sao tin tưởng ngươi. Ngươi còn có lựa chọn khác sao? Đối phương lạnh lùng đáp lại, căn bản không cho Tiêu Phàm bất luận cái gì cơ hội phản bác. Qua nhiều năm như vậy, thế nhưng là rất tốt có người có thể uy hiếp Tiêu Phàm, ở Tiêu Phàm trong lòng, mặc kệ đối phương là ai, 8-9 phần 10 đã định trước là địch nhân. Hy vọng ngươi tin thủ hứa hẹn, bằng không mà nói, lực nguyền rủa này giết không chết ngươi, ta có thử biện pháp giết chết ngươi. Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra một câu, hất lên áo bảo rời đi. Túy ông đã bị đối phương ẩn nấp rồi, hắn nghĩ phải cứu ra túy ông, cũng không phải sự tình đơn giản. Chủ yếu nhất là, hắn lo lắng đối phương chó cùng rứt dậu, đến lúc đó giết chết túy ông, vậy coi như không phải hắn nghĩ muốn. Nếu như không lo lắng túy ông, Tiêu Phàm đã sớm trực tiếp động thủ. Rời đi tiểu viện, cửa gian phòng bỗng nhiên đóng lại, Tiêu Phàm vuốt vuốt thái dương huyệt, trong lòng hơi trầm xuống nói, giết chết cửu dực băng tàm, thật đúng là không phải sự tình đơn giản a. Tiêu Phàm ngược lại là muốn giết chết cửu dực băng tàm vương, chỉ cần hắn cái chết, không chỉ túy ông được cứu, vô cửu quỷ vương tôn nữ Như Hy, cũng có thể thoát ly ma chảo. Chỉ là, cửu dực băng tàm vương, danh xưng thần điện bát vương trước ba tồn tại, thực lực đều không kém gì túy ông. Muốn giết chết hắn, quá khó khăn. Hơn nữa, cho hắn thời gian đã không nhiều lắm. Ngày mai chính là cửu dực băng tàm vương cùng Như Hy ngày đại hỷ, hắn có thể qua dùng thời gian, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có một ngày nhiều thời giờ. Nếu như Tiêu Phàm toàn lực ứng phó, bằng hắn lực lượng một người, giết chết cửu dực băng tàm vương ngược lại cũng không phải không có khả năng. Dù sao, Tiêu Phàm thế nhưng là thánh giai thần điêu sư. Bố trí mấy cái trận pháp vây khốn một cái bán bộ thánh tôn cảnh vẫn là không có vấn đề. Chỉ là cái kia chờ trận pháp, muốn bố trí ra, lại là cần đại lượng tinh lực cùng nhân thủ, bên cạnh hắn có thể không có cái gì hoàn toàn người đáng giá tín nhiệm. Xem ra ta phải liều mạng một cái, trừ cái đó ra, cũng chuẩn bị một chút, liền ở cái kia trong hôn lễ động thủ. Tiêu Phàm trong lòng tính toán một phen, đại khái đã có chủ ý. Ngay sau đó, Tiêu Phàm lại tìm đến đầu trâu mặt ngựa, hai người này thực lực không bằng gì, nhưng là tìm hiểu tin tức năng lực lại là không sai, chí ít so Hắc Hổ Quỷ Vương cùng Kim Long Quỷ Vương mạnh hơn rất nhiều. Đêm đó, Tiêu Phàm phân ra mấy chục cỗ linh hồn phân thân, bắt đầu bận rộn. Muốn giết chết cửu dực băng tàm vương, phổ thông trận pháp là không thể nào làm được, ít nhất cũng phải là chuẩn tôn giai trận pháp, hơn nữa còn phải phối hợp thủ đoạn khác. Tiêu Phàm ở Tu La truyền thừa bên trong tìm được một cái tôn giai trận pháp, tên là Vạn Tinh Chu Thần Trận. Kỳ vi bố trí trận này, dòng giã tiêu hao 10 ức nguyên thạch, bất quá, trận này dùng để đối phó bán bộ thánh tôn cảnh hẳn là vậy là đủ rồi. Chỉ là 10 ức nguyên thạch cũng vô pháp trèo chống Vạn Tinh Chu Thần Trận thời gian dài vận chuyển, Tiêu Phàm còn phải nhất định phải nghĩ những biện pháp khác. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, hắn ngược lại là có thể bố trí cái thứ hai tôn giai trận pháp, nhưng bây giờ lưu cho hắn chỉ có một ngày rưỡi thời gian, bố trí một cái tôn giai trận pháp, đã là cực hạn của hắn. Một ngày rưỡi thời gian, Tiêu Phàm miễn cưỡng hoàn thành Vạn Tinh Chu Thần Trận bố trí, hắn sắc mặt tái nhợt, bước đi đều có chút lung la lung lay. Bố trí như thế trận pháp, đối của hắn tâm lực tiêu hao quá lớn. Tiêu Phàm đi tới trước đó túy ông cho đầu trâu mặt ngựa chuẩn bị tiểu viện khôi phục linh hồn chi lực, làm trời tờ mở sáng thời điểm, mặt ngựa thở hổn hển chạy tới. Mặt ngựa, làm sao chỉ có một mình ngươi? Tiêu Phàm khẽ nhíu mày, đầu trâu đây. Đầu trâu đang đi tuần, trong lúc nhất thời đi không được, chỉ có thể thuộc hạ tới. Mặt ngựa từ trong ngực lấy ra một mai ngọc phù, đưa cho Tiêu Phàm, thở hổn hển nói, đại nhân. Ngài muốn ta siêu tập tham gia băng tàm vương hôn lễ nhân viên tin tức, đây là cụ thể danh sách. Khổ cực, Tiêu Phàm gật gật đầu, nhiều đầu mã diện lá gan mặc dù nhỏ một chút, nhưng làm việc vẫn là để người yên tâm. Đại nhân, ngài không có thiệp mời, sợ là không thể vào băng tàm vương phủ. Mặt ngựa do dự lúc này, vẫn là nói. Tiêu Phàm vuốt vuốt thái dương huyệt,
vấn đề này cũng là nhường hắn 10 điểm nhức đầu. Trận pháp mặc dù bố trí xong, có thể chưa chắc có thể tiến vào băng tàm vương phủ A. Nếu như lúc bình thường, đoán chừng còn dễ dàng chui vào, hôm nay là băng tàm vương ngày đại hôn, tuần tra khẳng định hết sức nghiêm mật, đừng nói một người, chính là một con ruồi, cũng chưa chắc có thể chui vào. Lấy Tiêu Phàm thực lực, tầm thường thủ vệ ngược lại là bắt không đến thân ảnh của hắn, nhưng hôm nay, một khi hắn bộc lộ ra khí tức, những cái kia quỷ vương cấp bậc nhân vật, có thể chưa hẳn không phát hiện được. Cái này ta tự mình tới nghĩ biện pháp, người trước rời đi a. Tiêu Phàm nhẹ nhàng phất phất tay. Đại nhân, thuộc hạ có thể tìm một chỗ yên tĩnh, đại nhân dùng truyền tống trận truyền tống đi qua. Mặt ngựa vừa mới quay người, lại đột nhiên quay đầu lại hỏi nói. Không cần, Tiêu Phàm lắc đầu, nói đùa, dùng truyền tống trận tiến vào băng tàm vương phủ, nhất định sẽ có không gian ba động, đến lúc đó người khác cảm ứng được không gian ba động. Đoán chừng sẽ tại chỗ bắt hắn lại, như thế còn không bằng bản thân trực tiếp chui vào đây. Vậy thuộc hạ cáo lui, mặt ngựa cũng nghĩ đến truyền tống trận tai hại, vội vàng rời khỏi trong sân. Làm mặt ngựa rời đi, Tiêu Phàm cũng lặng yên rời đi sân nhỏ, hiện tại thời gian còn sớm, nếu như thật không có biện pháp tiến vào băng tàm vương phủ, hắn cũng chỉ có dùng hết biện pháp. Băng tàm vương phủ bên ngoài, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Thần điện bát vương một trong băng tàm vương đại hôn, tự nhiên xem như một kiện đại sự, mặc dù lão già này thường xuyên cử hành hôn lễ, nhưng mặt khác người tất cả đều không được không nể mặt mũi. Bắc xuyên vương đến hét dài một tiếng vang vọng hư không, trong nháy mắt hấp dẫn đám người lực chú ý. Đám người ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy vài đầu băng tinh cự thú lôi kéo một cỗ xa hoa tỏa giá chậm rãi đạp không đi tới. Cái kia vài đầu băng tinh cự thú tản ra hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, bức người đi đường nhao nhao lui lại. Bắc xuyên vương quả nhiên không hổ là băng tàm vương huynh đệ, sớm như vậy liền đến cho băng tàm vương trấn tràng tử. Ai nói không phải đây, một cái đệ tam, một cái đệ tứ, bọn họ nếu như liên thủ, liền xếp hạng đệ nhất và đệ nhị vô cực ma vương cùng Hắc Long vương đều chưa hẳn là đối thủ. Nhỏ giọng một chút, lời này nếu như Hắc Long vương cùng vô cực ma vương người nghe được. Có người thụ. Đám người xì xào bàn tán, trong lời nói tràn đầy đối Bắc xuyên vương kiêng kỵ ý tứ, trong mắt của bọn họ bên trong là đầy áp nồng nặc vẻ sợ hãi. Tiêu Phàm đứng ở trong đám người, hơi hơi nhíu lông mày, liền tọa giá cũng là thánh đế cảnh hậu kỳ. Trong lòng của hắn không thể không thừa nhận, thần điện này bát phương thực lực, xa so với quỷ khốc huyên 10 đại quỷ vương mạnh hơn rất nhiều. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Mình có phải hay không có thể tiếp tục sử dụng lắc lư đại pháp, cùng lắc lư vẫn tinh quỷ vương một dạng, lắc lư băng tàm vương đây. Tỷ như, bản thân để kim long quỷ vương cùng hắc hổ quỷ vương làm thú cưỡi, trắng trợn tiến vào băng tàm vương, lấy hai đại quỷ vương làm vật để cưỡi, đến lúc đó còn sợ băng tàm vương không nể mặt mũi sao. Trầm tư chốc lát, Tiêu Phàm vẫn lắc đầu một cái, nếu như người khác, có lẽ có thể sử dụng biện pháp này. Nhưng băng tàm vương từng theo vô cửu quỷ vương đã từng quen biết, cái kia vân kiếm quỷ tướng cũng đoán chừng đã sớm đem nhóm người mình tin tức nói cho băng tàm vương, cái này có thể chưa chắc có thể hù được. Đừng đến lúc đó hù không được, ngược lại trực tiếp bại lộ thân phận, cái kia có thể gặp phiền toái. Mặc dù thôi động hắn bố trí những trận pháp này, căn bản không cần tiến vào băng tàm vương phủ, có thể Tiêu Phàm không chỉ là muốn giết băng tàm vương, còn muốn cứu ra Như Hy. Trấn Đông Vương đến Trấn Tây Vương đến Trấn Nam Vương đến Trấn Bắc Vương đến. Liên tiếp 4 tiếng thét dài vang lên, đám người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía cuối con đường, rất nhiều người trực tiếp ngốc trệ tại nguyên chỗ. Đông Nam Tây Bắc Tứ Vương, bọn họ vậy mà cũng tới, bọn họ không phải cùng băng tàm vương không hợp sao. Có người lên tiếng kinh hô. Cũng khó trách bọn hắn như thế kinh ngạc, cái này Đông Nam Tây Bắc Tứ Vương. Trước kia băng tàm vương cử hành hôn lễ, bọn họ nhiều nhất phái người đưa một phần lễ mà thôi, cho tới bây giờ liền không có tự mình đến qua. Nhưng hôm nay, tứ vương vậy mà tất cả đều tới, hơn nữa đồng thời mà động, tụ tập băng tàm vương phủ, cái này khiến đám người làm sao bình không kinh ngạc. Thậm chí, đã có người ẩn ẩn ngửi được không giống nhau vị đạo, trong không khí hiện lên từng tia sát khí như có như không. Tiêu Phàm theo ánh mắt của mọi người nhìn tới. Lại là nhìn thấy cuối con đường, 4 chiếc tọa giá chậm rãi lái tới. Đông Nam Tây Bắc Tứ Vương,
rõ ràng là trấn thủ ở vọng cổ băng đô bốn phương tám hướng, nhưng từ một cái phương hướng đến, cái này cũng có chút ý vị sâu xa. Ngay sau đó, Tiêu Phàm lại nhíu mày, nhìn thoáng qua ngọc trong tay phù, đây là đầu trâu mặt ngựa thu thập liên quan tới có mặt băng tảm vương tiệc cưới nhân vật tin tức. Hắn nhớ rõ ràng, trong này là không có Đông Nam Tây Bắc Tứ Vương A. Đầu trâu mặt ngựa hai người thân làm băng tảm vương phủ hộ vệ trưởng, hẳn là sẽ không đem danh sách tính sai. Nhưng tất nhiên băng tảm vương cũng không có mời cái này Tứ Vương lại đồng thời xuất hiện, điều này đại biểu gì đây? Những người này nói, Đông Nam Tây Bắc Tứ Vương cùng băng tảm vương là đối đầu, có lẽ thật vẫn có thể dùng cái này làm chút văn chương. Tiêu Phàm trong lòng thầm nhủ, khóe miệng lại là hơi hơi dương lên. Nguyên bản hắn liền chờ mong, băng tàm vương đối thủ có thể đến, hắn thì có cơ hội lợi dụng đối phương ứng phó băng tàm vương. Nếu có người nghĩ đưa băng tàm vương vào chỗ chết, đó là không thể tốt hơn nữa. Chí ít tạm thời mà nói, sự tình vẫn tương đối thuận lợi. Thần điện bát vương đến ngũ vương, tăng thêm băng tàm vương chính là sáu vương, trừ cái đó ra, bát vương bên trong xếp hạng thứ hai Hắc Long vương, cũng có thể sẽ. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Hắn đã làm xong chuẩn bị, chỉ cần Tứ Vương tọa giá tới gần, hắn liền lặng yên không tiếng động theo đuôi Tứ Vương đội ngũ tiến vào băng tàm vương phủ. Nha, ngọn gió nào đem bốn người các ngươi thổi tới. Một đạo ngoạn vị thanh âm vang lên, lại là Bắc Xuyên Vương đã đứng tại băng tàm vương phủ cửa ra vào, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đối diện đi tới Tứ Vương. Băng tàm vương chuyện vui bực này đều không mời chúng ta, thực sự là không tử tế a. May mà chúng ta bốn người ra mặt dày, không mời mà tới. Trong đó một cái ăn mặc trường bào màu trắng trung niên nam tử khẽ cười nói. Ai mà thèm tới cái này phá hôn lễ, băng tằm lão già này cũng không biết e lệ, nếu không phải là Đông Vương để cho ta tới, lão tử mới không có thèm. Lại một người mặc chiến bào màu đỏ ngòm nam tử khôi ngô mở miệng, hắn khuôn mặt đáng ghét, nhìn qua 10 điểm táo bạo. Bắc Vương là thẳng tính, Bắc Xuyên Vương ngươi cũng biết. Trước đó cái kia trường bào màu trắng trung niên nam tử cười nói, hắn nói như vậy, hoàn toàn chính là công nhận Bắc Vương mà nói. Bắc Xuyên Vương sắc mặt trầm xuống, ngoài cười nhưng trong không cười nói tránh đi, băng tàm vương cũng vậy, chúng ta đều tới, nhưng hắn người lại không thấy lấy. Chư vị, không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội. Bắc Xuyên Vương thoại âm chưa rơi, một đạo tiếng cười sang sáng từ băng tàm vương phủ bên trong truyền ra, ngay sau đó. Một đại đội nhân mã từ cửa ra vào chen chúc mà ra. Mấy tức về sau, một người mặc bạch sắc mây áo gầy còm lão giả từ cửa ra vào hiện thân, hắn dáng người gầy gò cao to, sắc mặt tái nhợt, giống như che kín xương lạnh. Con người hãm sâu, đục không chịu nổi, trên người lộ ra một loại cổ lão cùng tuế nguyệt khí tức tang thương. Nếu như cẩn thận cảm ứng, sẽ phát hiện, trên người lão giả này tản ra một loại hàn ý lạnh lẽo. Chỉ là cái này hàn ý 10 điểm nội liễm. Băng tàm vương, muộn như vậy mới đến, chờ chút người phải nhiều phạt mấy chén. Bắc Xuyên vương cười nghênh đón, một bộ nhiệt tình bộ dáng. Băng tàm vương, lão giả này chính là băng tàm vương. Tiêu Phàm nhìn thấy lão giả lần đầu tiên, mặc dù đã đoán được thân phận của hắn, nhưng chân chính xác nhận, vẫn còn có chút ngoài ý muốn, cái này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt a. Băng tàm vương. Nghe thấy danh tự, hắn không nên ngọc thụ lâm phong, tiêu sái lỗi lạc sao, như thế nào là một cái tao lão đầu đây? Một cái tao lão đầu, lại còn muốn cưới Như Hy. Nếu như là Như Hy tự nguyện hắn cũng không thể nói gì hơn, cái này lão nhân này vậy mà ép buộc Như Hy, Tiêu Phàm chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm giác có chút buồn nôn. Bắc Xuyên Vương nói, băng tằm sao dám không theo, băng tằm vương mỉm cười. Ngay sau đó vừa nhìn về phía Đông Nam Tây Bắc Tứ Vương nói, bốn vị, bổn vương giống như không mời các ngươi a, các ngươi tới nơi này làm gì? Ai cũng không nghĩ tới, băng tàm vương vậy mà như thế trực tiếp, đây là chuẩn bị cùng Tứ Vương đỡ lên sao? Nếu là đổi lại những người khác tới cho ngươi chúc mừng, làm sao cũng phải nói lời nói khách sáo, có thể băng tàm vương ngược lại tốt, trực tiếp đuổi người. Lão tử liền nói lão gia hỏa này không biết điều. Chúng ta liền không nên tới nơi này. Bắc Vương lạnh rên một tiếng, 10 điểm không cho băng tàm vương mặt mũi. Băng tàm vương, đây chính là ngươi không đúng a, cái này dù sao cũng là ngươi lần thứ 100 hôn lễ, mặc dù phía trước 99 lần ngươi mời chúng ta đều không đến,
nhưng lần thứ 100, chúng ta vẫn là muốn nể mặt ngươi nha. Đông Vương Uyển Chuyển nói ra. Ngữ khí của hắn lại là âm dương quái khí, nghe được Băng Tàm Vương vẻ mặt phiền muộn. Tất nhiên người Băng Tàm Vương không cho chúng ta Tứ Vương mặt mũi, vậy chúng ta Tứ Vương còn có cần gì phải cho ngươi mặt mũi đây? Băng Tàm Vương sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ, cái gì gọi là 100 lần hôn lễ, người đây là cố ý khó coi bổn vương sao? Cho dù có 100 lần hôn lễ, vậy bản vương phía trước 99 lần, cũng tất cả cũng không có mời các ngươi a. Cái gì gọi là ta mời các ngươi không đến, nói hình như không nể mặt ta tựa như. Chủ yếu nhất là, một lần này hôn lễ, lão tử cũng không có mời các ngươi a. Bổn vương cần các ngươi nể tình sao? Băng Tàm Vương lạnh rên một tiếng, trực tiếp phung tay nói, bổn vương không chào đón các ngươi, nơi nào đến chạy về chỗ đó a. Đám người nghe vậy, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc là, Tứ Vương liền chuẩn bị đánh nhau sao? Tiêu Phàm đứng ở trong đám người, nhìn thấy một màn này cũng là có chút ngoài ý muốn, có vẻ như cái này Tứ Vương cùng Băng Tàm Vương ân oán so đám người tưởng tượng còn muốn lớn hơn a. Không biết xấu hổ lão già, cho rằng lão tử sợ ngươi hay sao? Bắc Phương bỗng nhiên từ tọa giá bên trên đứng dậy, cuồn cuộn linh hồn chi lực mãnh liệt cuộn trào ra, bốn phía tu sĩ tất cả đều bị hất bay ra ngoài. Mặt khác Tam Vương cũng không có ngăn cản, ngược lại lộ ra vẻ đăm chiêu, bọn họ tựa như ước gì Băng Tàm Vương cùng Bắc Phương đánh lên. Thậm chí, Tam Vương đã làm xong đánh một trận chuẩn bị. Bắc Phương, ngươi dám ở bổn vương địa bàn dương oai. Băng Tàm Vương quát chói tai một tiếng, quanh thân hàn khí nở rộ. Lấy hắn làm trung tâm, mặt đất xương lạnh lại dày một tầng. Hai cỗ khí thế cường đại, tại hư không đụng vào nhau, chung quanh vài dặm phạm vi bên trong, không còn gì khác người, đây là hai người cố ý khống chế kết quả. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, lại là từ trong thâm tâm hưng phấn, các ngươi ngược lại là đánh lên a. Chỉ cần Băng Tàm Vương bọn họ đánh lên, là hắn có thể tùy tiện chui vào Băng Tàm Vương phủ, tìm tới Như Hy đem nàng cứu ra. Oanh! Một cỗ khí thế cường đại từ Băng Tàm Vương trên người tản ra, đem đối diện Bắc Phương chấn động bay ra ngoài, hiển nhiên, Băng Tàm Vương thực lực, so Bắc Phương phải cường đại mấy phần. Tây Vương, giúp ta diệt lão già này. Bắc Phương tức giận gào thét lớn. Vừa vặn bổn vương cũng không quen nhìn hắn. Tây Vương cười lớn một tiếng, bỗng nhiên xông tới, căn bản không quan tâm cùng cái gì lấy nhiều khi ít. Tây Vương, lấy một chọi hai, người đây là lấy nhiều khi ít. Bắc Xuyên Vương không nhìn nổi, tiến lên một bước chuẩn bị nhúng tay. Người nào không biết chúng ta Đông Nam Tây Bắc Tứ Vương không phải cùng một chỗ, Bắc Xuyên Vương, người động một cái thử xem. Âm dương quái khí Đông Vương, bỗng ngữ khí lạnh lẽo, trong mắt hàn quang lấp lóe. Bắc Xuyên Vương dọa đến vội vàng ngừng thân hình, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Băng Tàm Vương bị Bắc Vương cùng Tây Vương hai người vây công. Thực đánh nhau, Tiêu Phàm nhìn thấy trời cao chiến đấu. Trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng, sau đó lặng lẽ rời khỏi đám người, hướng về Băng Tàm Vương phủ đi đến. Giờ phút này, phần lớn người ánh mắt đều đang Băng Tàm Vương cùng Tây Bắc Nhị Vương chiến đấu bên trên, lại có ai sẽ quan tâm hắn đây? Lúc này, chính là tốt nhất chui vào Băng Tàm Vương phủ cơ hội tốt, Tiêu Phàm lại làm sao có thể bỏ qua. Tiểu nương tử, để hai anh em sung sướng, cam đoan sẽ để cho ngươi dục tiên dục tử. Tiêu Phàm xuyên qua một lối đi thời khắc, lại là nghe được một đạo cười dâm đãng thanh âm, thân hình của hắn ngưng một cái, không khỏi nhíu mày. Thân hình lóe lên, Tiêu Phàm trong nháy mắt xuất hiện ở cách vách một đầu ngõ nhỏ. Lại là nhìn thấy một người mặc quần dài trắng, che lại lụa mỏng màu trắng nữ tử đứng trong ngõ hẻm, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể thấy được thân thể của nàng đang khẽ run lấy, có lẽ là sợ hãi dẫn đến. Bởi vì ở nàng trước sau cách đó không xa, đứng đấy hai đạo bóng người, chính xoa tay hướng về nữ tử váy trắng đi đến, trên mặt lộ ra một bộ 10 điểm cần ăn đòn nụ cười. Tiểu gia không ưa nhất chính là các ngươi loại người này. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, bỗng nhiên xuất hiện ở một người trong đó một bên. Sự xuất hiện của hắn nhưng làm người đứng bên cạnh hắn giật mình kêu lên, vừa giận vừa sợ quát, tiểu tử, liền lại ra sự tình ngươi cũng dám quản. Lan! Tiêu Phàm trực tiếp một tát ra, hắn bây giờ còn có chuyện quan trọng muốn làm, nơi nào có thời gian cùng bọn hắn nói nhảm. Phịch một tiếng, thân ảnh của người nọ bỗng nhiên bay ngược mà ra, trọng trọng nện ở cuối ngõ hẻm, trên người lực lượng linh hồn tiêu tán không ít, mặc dù không chết,
nhưng là hiển nhiên bị thương không nhẹ. Một người khác thấy thế, trên mặt lộ ra hoảng sợ, quay người liền chuẩn bị đào tẩu. Nếu như không cho các ngươi một chút giáo huấn, về sau còn phải làm nhiều việc ác. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt một điểm, một vệt sáng trong nháy mắt xuyên thủng người kia hồn thể. Người kia phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, cơ hồ chỉ còn lại có một hơi. Tiêu Phàm quét hai người một cái, sau đó lại liếc mắt nhìn nữ tử váy trắng, nói, ngươi cũng mau rời khỏi, nơi này không phải đặc biệt an toàn. Dứt lời, Tiêu Phàm xoay người rời đi, nhưng lại bị nữ tử váy trắng gọi lại, ngươi làm cái gì không giết bọn họ. Tiêu Phàm nghe vậy, bỗng nhiên ngừng thân hình, cau mày nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, trên mặt hiện lên một tia không thích. Là ta cứu ngươi a, nói như thế nào tựa như là ta phải một dạng, ta cũng không phải thuộc hạ của ngươi. Bọn họ mặc dù mạo phạm ngươi, nhưng đối ta mà nói tội không đáng chết, đương nhiên, ngươi muốn giết bọn họ, là quyền lực của ngươi. Tiêu Phàm để lại một câu nói, bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Hắn Tiêu Phàm giết người như ngoé, có thể giết người, ở góc độ của hắn, bình thường đều là người đáng chết. Hai cái này vô lại, xác thực trong lời nói mạo phạm nữ tử, nhưng Tiêu Phàm chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua, cứu nữ tử là xuất phát từ đạo nghĩa. Đối hai cái kia vô lại tổn thương mà không giết, lại là xuất phát từ tình cảm, là bởi vì bọn hắn chí ít còn chưa kịp làm ra quá đáng cử chỉ, Tiêu Phàm coi như là cho bọn họ một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Đương nhiên, nếu như hai cái này vô lại mạo phạm là tiểu ma nữ, Tiêu Phàm có lẽ sẽ không dễ dàng như thế buông tha bọn họ, bởi vì đây là bản phận. Cho nên, nữ tử váy trắng có thể hay không giết bọn hắn, Tiêu Phàm cũng không để bụng. Cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ. Nhìn qua Tiêu Phàm bóng lưng rời đi, nữ tử váy trắng thật lâu thất thần, hồi lâu mới nói có chút ý tứ người. Ngay sau đó, nàng một chỉ điểm hướng hai người kia, hai đạo lưu quang phân biệt xuất vào hai người trong óc, hai người kia kêu thảm một tiếng, liền bất tỉnh nhân sự, triệt để ngất đi. Tính hai người các ngươi hảo vận, nữ tử váy trắng âm thầm trầm ngâm một tiếng, cũng lặng yên biến mất. Tiêu Phàm làm sao biết? Vừa rồi nữ tử này sở dĩ toàn thân run rẩy, căn bản cũng không phải là xuất phát từ sợ hãi, mà ra phẫn nộ. Việc này đối với hắn mà nói, chỉ là một kiện khúc nhạc dạo ngắn, hắn hiện tại thế nhưng là vội vã đi cứu ra Như Hy, nơi nào còn có sự tình cố kỵ mặt khác. Tốc độ của hắn rất nhanh, không thấy quỷ vương cấp bậc người chú ý, hắn rất nhanh liền tiềm nhập băng tàm vương phủ đệ, hơn nữa dựa theo đầu trâu mặt ngựa cho trong tin tức chỉ dẫn, đi tới băng tàm vương phủ trung đình. Phải tìm người hỏi một chút Như Hy tung tích, Tiêu Phàm tìm chốc lát, cũng không phát hiện Như Hy tung tích, hắn cũng không dám không chút kiêng kỵ thi triển linh hồn chi lực lục soát. Nói xong, có một cái nha hoàn từ một đầu trên hành lang đi qua, Tiêu Phàm thấy thế, bỗng nhiên xông tới, trở tay bóp nha hoàn kia cổ. Như Hy ở đâu? Tiêu Phàm trầm thấp hỏi. Nha hoàn kia sợ hãi hết sức, run rẩy nói ra ta không biết rõ. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại. Có thể ở trung đình trung hành động tự do nha hoàn, lại làm sao có thể không biết Như Hy vị trí đây? Hắn tự nhiên là không tin, ngay sau đó trực tiếp thi triển chủng ma chi thuật lục soát nha hoàn ký ức, chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm mở hai mắt ra, hít sâu một cái nói, nguyên lai những nha hoàn này đều không biết Như Hy danh tự, chỉ biết là Vương Phi. Trầm ngâm một tiếng, Tiêu Phàm khống chế nha hoàn, để cho dẫn đường, thi triển chủng ma chi thuật. Nha hoàn tự nhiên là không thể nào bại lộ hắn tồn tại. Xuyên phố đi ngõ hẻm, hoa thời gian uống cạn nửa chén trà, Tiêu Phàm mới đi đến một gian nhã uyển. So với ngoại giới băng phong vạn dặm, hàn ý thấu xương so sánh, cái này nhã uyển bên trong lại là xuân phong ấm áp, sinh cơ giạt rào, giống như thế ngoại đào nguyên. Chỉ là cái này bên trong thủ vệ nghiêm ngặt, Tiêu Phàm lờ mờ cảm ứng được mấy cỗ khí tức mạnh mẽ. Lấy nha hoàn này thực lực, lại là không thể dẫn người tiến vào nhã uyển. Cũng may Tiêu Phàm tìm tòi nha hoàn kia ký ức, biết rõ người nào có tư cách tiến vào căn này nhã uyển. Trương Văn Cẩn, vì tôn nữ của ngươi, ta cũng là liều. Tiêu Phàm trầm ngâm một tiếng, hắn linh hồn chi thể trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Lần này, Tiêu Phàm lại là biến thành một cái trung niên phụ nữ, nhìn qua quý khí hoa lệ, nhưng lại mạnh mẽ hết sức. Vẫn là linh hồn chi thể biến hóa thuận tiện, Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, nếu như nhục thân, muốn biến thành nữ nhân, vẫn là hết sức khó khăn, nhất là trở nên cùng một người nào đó giống như đúc,
nhưng là linh hồn chi thể, vốn cũng không phải là thực chất hóa, hắn nghĩ làm sao biến hóa giống như gì biến hóa. Nhị phu nhân, Tiêu Phàm lắc eo đi tới Nhã Uyển cửa ra vào, đột nhiên hai cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt xuất hiện, ngăn cản đường đi của nàng. Các ngươi chán sống hay sao, liền lão nương đường cũng dám cản. Tiêu Phàm quát lên, ưỡn ngực đi đến bên cạnh dựa vào, hai đạo thân ảnh kia cười khổ lui sang một bên. Băng Tàm Vương nhị phu nhân có thể là có tiếng mạnh mẽ, liền Băng Tàm Vương đều hết sức e ngại, như thế nào bọn họ dám ngăn lại. Nếu như nhị phu nhân trách bọn họ cái ngạo mạn tội, cái kia có thể gặp phiền toái. Hồ ly tinh này chỗ ở, vậy mà so lão nương còn tốt hơn. Tiến vào Nhã Uyển bên trong, Tiêu Phàm khó chịu giận mắng một tiếng, ngay sau đó nghênh ngang đi vào Nhã Uyển chỗ sâu, giống nhau một cái oán phụ. Hai người kia cười khổ một tiếng, lần nữa ẩn núp đến trong bóng tối. Tiêu Phàm thấy thế, khóe miệng hơi hơi dương lên, tựa như âm mưu được như ý đồng dạng, ngoài ý muốn nói, không nghĩ tới biến thành nữ nhân, đã vậy còn quá dễ dùng. Nhã Uyển bên trong, một nữ tử ăn mặc tân nương trang phục, có thể trên mặt của nàng lại mang theo từng khỏa nước mắt trong suốt. Nàng nhẹ giọng nghẹn ngào, sắc mặt hết sức tiều tụy, hiển nhiên rất lâu không từng nghỉ ngơi. Nữ tử không phải người khác, chính là Như Hi. Chết Diêm La, thối Diêm La, ra ra nhường ngươi bảo hộ ta, ngươi lăn đi nơi nào. Như Hi thấp giọng tức giận mắng, thanh âm của nàng tràn đầy mỏi mệt. Nàng bây giờ, đã gần như tuyệt vọng, chỉ có thể giận mắng để phát tiết bực bội trong lòng. Ta nếu là gả cho lão gia hỏa kia, về sau còn mặt mũi nào gặp người. Như Hi nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt liền cũng nhịn không được nữa chảy ra. Dừng một chút, nàng lại nức nở nổi giận mắng, chết Diêm La, nếu như nhất định phải ta gả cho lão đầu kia, về sau làm quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Uy, ta trăm cay nghìn đắng tới cứu ngươi, ngươi không muốn như vậy nguyền rủa ta đi. Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm đột ngột vang lên, cửa gian phòng két két mở ra, một cái phúc hậu trung niên nữ tử đi đến. Như Hi nhìn thấy nữ tử thời khắc, giống như dẫm lên cái đuôi tiểu miêu, bỗng nhiên đứng dậy. Vẻ mặt sợ hãi cúi đầu nói, nhị phu nhân. Nha, ngươi cũng có sợ thời điểm. Ngươi tới thấy thế, nhịn không được cười ra tiếng. Cùng lúc đó, thân thể của nàng bỗng nhiên phát sinh biến hóa, biến thành Tiêu Phàm bộ dáng. Có đồ vật gì muốn cầm, nhanh lên cầm theo ta đi. Như Hi một mực cúi đầu, căn bản liền không dám ngẩng đầu. Thẳng đến Tiêu Phàm nói ra câu nói này, Như Hi lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm. Là ngươi. Như Hi nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, thiếu chút nữa thì kêu thành tiếng, nàng vội vàng che miệng của mình. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiêu Phàm mỉm cười, bất quá khi hắn nhìn thấy Như Hi khóe mắt nước mắt lúc, nụ cười trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, thay vào đó là hết sức kinh ngạc. Phải biết, cửu u địa ngục người đều là linh hồn chi thể A, coi như rơi lệ, chảy cũng chỉ là linh hồn sương mù. Lại không phải chân chính nước mắt. Cho dù là hắn Tiêu Phàm, tiến vào cửu u địa ngục, cũng là lấy linh hồn thân thể trạng thái mà tồn tại. Nhưng Như Hi chảy, dĩ nhiên là thực nước mắt. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, Như Hi đã nhào vào trong ngực của hắn, nghẹn ngào không ngừng, mừng rỡ nện Tiêu Phàm ngực. Ngươi lại như vậy chùy mấy lần, ngực liền muốn bạo. Tiêu Phàm tức giận nhìn xem Như Hi nói. Phốc phốc, Như Hi bỗng nhiên bật cười. Nhìn xem Tiêu Phàm thân thể bộ dáng, càng xem càng muốn cười, nói ta còn thực sự cho là ngươi là nhị phu nhân cái kia độc phụ, làm ta sợ muốn chết. Tốt rồi, đừng cười, ta mang ngươi mau mau rời đi cái địa phương quỷ quái này. Tiêu Phàm thần sắc bỗng nghiêm một chút, lại nhịn không được hỏi, cái kia nhị phu nhân thật có độc như vậy sao? Độc, so với ngươi tưởng tượng muốn độc vô số lần. Như Hi vẫn như cũ có chút nghĩ mà sợ nói. Nghĩ đến cái kia nhị phu nhân, nàng liền không nhịn được dùng mình một cái. Tốt rồi, Tiêu Phàm cắt ngang Như Hi lời nói. Nhị phu nhân, lời còn chưa dứt, Nhã Uyển bên ngoài đột nhiên lại truyền đến một thanh âm, Tiêu Phàm cùng Như Hi sắc mặt hai người khẽ biến. Ta trước đưa ngươi đi, Tiêu Phàm vội vàng lấy tay vung lên, phong bế cả phòng, ngay sau đó lấy ra một cái truyền tống ngọc bàn, không chút do dự thúc giục truyền tống ngọc bàn. Ngay sau đó, Tiêu Phàm chia ra một bộ linh hồn phân thân, nắm lấy Như Hi liền một cước bước vào truyền tống quang môn. Một loạt động tác này, còn như nước chảy mây trôi, khoảng chừng trong hô hấp liền hoàn thành.
Mấy tức về sau, cửa gian phòng két một tiếng lần nữa mở ra, ba bóng người lập tức xuất hiện ở cửa ra vào, người cầm đầu, chính là Tiêu Phàm trước đó biến hóa nhị phu nhân bộ dáng. Ở sau lưng nàng, lại là trước đó ngăn lại Tiêu Phàm tiến vào nhã uyển hai người một trong, hai người con ngươi trong phòng tìm kiếm lấy cái gì, trên mặt lộ ra vẻ quái dị. Cũng khó trách bọn hắn kinh ngạc, bọn họ rõ ràng vừa mới nhìn thấy nhị phu nhân tiến nhập gian phòng A, làm sao hiện tại lại tới một cái nhị phu nhân, hơn nữa trước đó nhị phu nhân làm sao đột nhiên không thấy đây. Chẳng lẽ là mình nhìn lầm, nhưng liền xem như nhìn lầm, cũng không khả năng hai người đồng thời nhìn lầm A. Bọn họ làm sao biết, trước đó tiến vào nhị phu nhân, đã biến thành Như Hi bộ dáng, còn chân chính Như Hi, đã bị Tiêu Phàm đưa đi. Các ngươi còn sững sờ ở trong này làm cái gì, còn chưa cút. Nhìn thấy hai người vẫn như cũ đứng ở cái kia hướng về trong phòng, chân chính nhị phu nhân bắt đầu tát bát. Là, thuộc hạ liền cáo lui. Hai cái kia thủ vệ vẻ mặt mộng bước rời đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái thứ hai nhị phu nhân cũng đi vào gian phòng. Ngươi tới làm cái gì? Tiêu Phàm tức giận nhìn xem nhị phu nhân nói, khó chịu cơ hồ viết lên mặt. Cũng khó trách hắn khó chịu. Bản thân rõ ràng có đầy đủ thời gian mang theo Như Hi rời đi nơi này, nhưng bởi vì cái này chân chính nhị phu nhân đến, hắn nhưng không được không lưu lại. Nha, người bây giờ còn chưa gả cho vương đây, liền dám theo ta sĩ diện. Nếu như gả cho vương, còn đến mức nào? Nhị phu nhân cười âm hiểm nhìn xem Như Hi, nghiêng thân thể ở bên cạnh bàn ngồi xuống, hôm nay bản phu nhân đến, chính là vì cho ngươi cường điệu quy củ. Cái gì quy củ? Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, cái này nhị phu nhân, quả thật có chút cay cú. Quy củ không nhiều, bản phu nhân chỉ cấp ngươi nói 10 đầu khẩn yếu nhất, đừng một ngày kia không cẩn thận mất mạng. Nhị phu nhân vẻ mặt ngạo mạn nhìn xem Như Hi, giống như lại nhìn một con kiến hôi, hoàn toàn không có đem Như Hi đặt ở bình đẳng vị trí bên trên. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi khịt mũi coi thường. 10 đầu quy củ, vẫn là khẩn yếu nhất, ngươi nha. Lão tử chỗ nào có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi lãng phí. Ngươi như vậy ưa thích quy củ đúng không? Tiêu Phàm đột nhiên tà tà cười một tiếng, ngay sau đó trong hai mắt toát ra một đạo lục quang, trong nháy mắt xông vào nhị phu nhân con ngươi. Chủng ma chi thuật, Tiêu Phàm trong lòng khẽ quát một tiếng, cái này nhị phu nhân mặc dù mạnh mẽ, nhưng thực lực vẻn vẹn chỉ là thánh đế cảnh trung kỳ mà thôi, ở đâu là Tiêu Phàm đối thủ? Hắn thật không biết băng tàm vương là làm sao coi trọng nữ nhân như vậy, cô gái này, cũng quá tự cho là đúng. Ngươi đối với ta làm cái gì? Mấy tức về sau, nhị phu nhân tỉnh táo lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Làm cái gì? Ngươi không phải ưa thích giảng quy củ sao? Hiện tại ta nhường ngươi minh bạch quy củ của ta. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, ngay sau đó thân thể lần nữa phát sinh biến hóa, biến thành nhị phu nhân bộ dáng. Ngươi, nhị phu nhân kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm biến hóa bộ dáng, muốn gào thét đi ra, có thể nàng lại đột nhiên cảm giác cổ bị một cái đại thủ bóp đồng dạng, hoàn toàn không phát ra tiếng. Lúc đầu nghĩ xóa đi ý chí của ngươi, bất quá ta cảm thấy, như vậy giết ngươi, lợi cho ngươi quá rồi. Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, yên tâm, ta không giết ngươi, bất quá băng tàm vương có thể hay không giết ngươi, ta cũng không biết. Dứt lời. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt khống chế nhị phu nhân tư tưởng, ngay sau đó, hai phu người thân thể bỗng nhiên bắt đầu biến hóa, biến thành Như Hi bộ dáng. Cái này hồn biến liếm tức thuật mặc dù sơ cấp, nhưng là qua cải tiến về sau, vẫn là rất thực dụng, không chỉ có thể cải biến bản thân, còn có thể cải biến bị ta khống chế người. Kiến thức đến kiệt tác của mình, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Nói xong, Tiêu Phàm đẩy cửa phòng ra. Lại nghênh ngang đi ra ngoài. Lại nói Tiêu Phàm cứu đi Như Hi, hắn linh hồn phân thân mang theo Như Hi thoát đi vọng cổ băng đô, mà hắn linh hồn bản thể lại lưu lại. Dù sao, hắn không chỉ là phải cứu đi Như Hi, còn muốn giết chết băng tàm vương. Chỉ có dạng này, hắn có thể thành công giải cứu Túy Ông. Vực ngoại tinh không, băng tàm vương cùng Tây Vương, Bắc Vương hai người chính va chạm kịch liệt, tam vương đều bị một chút tổn thương. Nhưng người nào cũng không nguyện ý cúi đầu. Từ từ, Tam Vương bắt đầu chiến ra chân hỏa. Các ngươi hai cái tiểu vương bát đản, thật muốn bổn vương mệnh sao? Đi chết đi, băng Tam Vương gầm thét, quanh thân hàn ý bắn ra bốn phía, lấy hắn làm trung tâm,
mấy ngàn dặm phạm vi bên trong tất cả đều đông kết thành xương lạnh. Tây Vương cùng Bắc Vương không dám chính diện tiếp nhận băng Tàm Vương cỗ kia dùng mình tập kích, nhao nhao lui lại. Lão Vương bát đản, cho rằng sống được lâu liền lấy trưởng bối tự cho mình là, nếu như lão tử sống ngươi dài như vậy, giết chết ngươi liền cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Bắc Vương liền ngôn ngữ trên đều không cam lòng rơi xuống hạ phong. Hắn so với băng Tàm Vương mà nói, xác thực hết sức trẻ tuổi, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, quả thật có khả năng rất lớn so băng Tàm Vương mạnh. Bổn Vương không ưa nhất ngươi cái này ỷ lão mại lão đồ vật. Tây Vương cũng cười lạnh không thôi, bọn họ hôm nay nơi này, vốn cũng không phải là đến cho băng Tàm Vương phủng tràng, chỗ nào dùng cho hắn mặt mũi. Huống chi, là lão già này trước gây chuyện, bọn họ xuất thủ danh chính ngôn thuận. Mấy vị, hôm nay dù sao cũng là băng Tàm Vương ngày đại hỷ, bao nhiêu hẳn là cho chút mặt mũi. Cũng liền ở ba người chuẩn bị tiếp tục chém giết thời khắc, hư không một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, nghe được thanh âm này, Tam Vương cũng không khỏi nhíu mày. Ngay sau đó, Tam Vương vừa chạm vào tức mở, ánh mắt dọc theo nguồn thanh âm nhìn tới, lại là nhìn thấy một đạo mặc áo bào đen thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bọn hắn bên ngoài mấy chục dặm, đứng chắp tay. Đối phương từng bước một hướng về bọn họ đi tới, nhìn như rất chậm, nhưng chính là thời gian mấy hơi thở, liền đi tới bọn họ phụ cận. Hắc Long Vương, ngươi làm sao ở nơi này? Bắc Phương nhìn về phía Hắc Bảo Nhân, trên mặt tràn ngập sự không cam lòng. Lấy hắn và Tây Vương hai người thực lực, áp chế băng Tàm Vương là không có quá nhiều vấn đề, có thể Hắc Long Vương xuất hiện, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng không có yên lòng. Hắc Long Vương ở thần điện Bát Vương bên trong thế nhưng là xếp hàng thứ hai, bọn họ Đông Nam Tây Bắc Tứ Vương, đều không phải là đối thủ của hắn. Huống hồ, bọn họ cũng không biết, Hắc Long Vương rốt cuộc là đứng ở bên nào, vạn nhất muốn thay băng Tàm Vương xuất khí, vậy bọn hắn đều phải xúi quẩy. Bổn Vương mời Hắc Long Vương tham gia hôn lễ, hắn ở chỗ này, không phải rất bình thường sao? Băng Tàm Vương cười âm hiểm một tiếng. Đối diện Bắc Vương cùng Tây Vương nghe vậy, con người hơi hơi co rụt lại. Bọn họ làm sao không biết băng Tàm Vương trong giọng nói ý tứ, cái này Hắc Long Vương hiển nhiên là đứng ở băng Tàm Vương một phương A. Hôm nay không chỉ có là băng Tàm Vương đại hôn niềm vui, cũng là chúng ta Bát Vương những năm này tụ hợp ngày. Hắc Long Vương không có phủ nhận, mà là cười nhìn lấy đối diện Tây Bắc Nhị Vương. Băng Tàm Vương cùng Tây Bắc Nhị Vương nghe nói như thế, không khỏi trợn to hai mắt. Lộ ra vẻ mặt không thể tin bộ dáng, Bắc Phương càng là nhìn không được hỏi, Vô Cực Ma Vương cũng muốn tới. Nói đến Vô Cực Ma Vương cái tên này, Bắc Phương trong mắt lóe lên nồng nặc kiêng dè, càng là có chút sợ hãi. Băng Tàm Vương cùng Tây Vương cũng là như thế, đây chính là thần điện Bát Phương bên trong xếp hạng thứ nhất tồn tại A, có thể áp đảo mặt khác thất phương, lại làm sao có thể đơn giản đây. Vô Cực Ma Vương không phải thay thần chủ tìm dược sao? Băng Tàm Vương mí mắt hơi hơi nhảy một cái, hiển nhiên, hắn cũng không quá hoan nghênh Vô Cực Ma Vương. Các ngươi cũng phải biết nói, thần chủ bệnh nguy kịch, chèo chống không được bao lâu. Hắc Long Vương ánh mắt từ băng Tàm Vương ba người bọn họ trên người từng cái đảo qua, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Ba người thần sắc khẽ run lên, bọn họ làm sao không minh bạch Hắc Long Vương trong giọng nói ý tứ đây. Thần chủ bệnh nguy kịch, một khi chết rồi. Thần điện kia nhất định phải sinh ra mới thần chủ, bọn họ Bát Vương, chính là thần điện trừ bỏ thần chủ bên ngoài cường đại nhất 8 người, ai cũng có hy vọng ngồi lên thần chủ vị trí. Khó trách hôm nay Bát Vương tụ họp tụ, nguyên lai là vì thần chủ vị trí. Các ngươi còn muốn chiến đấu sao? Hắc Long Vương cười nhìn lấy ba người nói. Hừ, bút chướng này, bổn vương trước nhớ kỹ. Băng Tàm Vương hất lên áo bào, lạnh rên một tiếng, cũng không có tiếp tục xuất thủ. Không nói trước hắn có phải hay không Tây Bắc Nhị Vương liên thủ địch, phía dưới còn có mặt khác mấy vương hổ nhìn chằm chằm đây, mặt khác, ngay cả trước mắt Hắc Long Vương, cũng chưa chắc sẽ không ra tay với hắn. Tây Bắc Nhị Vương nhìn nhau, cuối cùng cũng lựa chọn ngưng chiến, bọn họ tự nhiên cũng không muốn mình ở cái này sát sinh sát tử, kết quả là tiện nghi người khác. Đã như vậy, vậy chúng ta đi xuống đi. Hắc Long Vương ý vị thâm trường nhìn ba người một cái. Dẫn đầu hướng về phía dưới bay đi. Bắc Xuyên Vương, Đông Vương cùng Nam Vương nhìn thấy Hắc Long Vương đến, đáy mắt chỗ sâu cũng hiện lên một tia kiêng kỵ.
Băng Tàm Vương mặc dù rất không muốn Đông Nam Tây Bắc Tứ Vương lưu lại, nhưng hắn giờ phút này cũng không dám đuổi người. Không nói trước hôn lễ của hắn đối với thần chủ vị trí mà nói chỉ là việc nhỏ, coi như hắn nghĩ đuổi người, cũng không khả năng là Đông Nam Tây Bắc Tứ Vương đối thủ. Băng Tàm Vương, nếu không ngươi kết ngươi cưới a, chúng ta ở chỗ này chờ Vô Cực Ma Vương. Bắc Vương 10 điểm không kiên nhẫn nhìn xem Băng Tàm Vương nói, hắn đứng ở cửa phủ đệ, không nguyện ý tiến vào bên trong. Băng Tàm Vương sắc mặt biến hóa, hắn làm sao không minh bạch Bắc Vương dụng tâm hiểm ác, nhưng hắn rời đi chỉ là muốn biến mất hắn đảm nhiệm thần chủ vị trí tư cách a. Bắc Vương, nếu đã tới, kia liền là khách nhân, khách từ chủ biến, điểm ấy lễ nghi ngươi sẽ không cũng đều không hiểu a. Không đợi Băng Tàm Vương mở miệng, Bắc Xuyên Vương lập tức châm chọc khiêu khích nói. Băng Tàm Vương cảm kích nhìn Bắc Xuyên Vương một cái, nếu như là một mình hắn, vậy thật đúng là một mình chiến đấu hăng hái. Đều đi vào a, Bắc Vương còn muốn nói điều gì, Hắc Long Vương trực tiếp nói thẳng nói. Nói xong, hắn liền dẫn đầu tiến vào Băng Tàm Vương phủ, tựa như hắn mới là Băng Tàm Vương phủ chủ nhân. Băng Tàm Vương ngược lại là không có nói gì, hắn cái thứ nhất đi vào theo, mặt khác mấy vương nhìn nhau, cũng cùng đi theo vào Băng Tàm Vương phủ. Ngay sau đó thì là Thất Vương cấp dưới, bọn họ tiến vào Băng Tàm Vương phủ, tự nhiên là không người dám ngăn cản. Thậm chí, ngay cả một chút cường đại tán tu cũng đi vào theo, Tiêu Phàm liền ở trong đó. Bây giờ Thất Vương tề tụ, Băng Tàm Vương phủ hộ vệ ai còn dám cẩn thận kiểm tra, nếu như đắc tội mặt khác sáu vương thuộc hạ, bọn họ đoán chừng chịu không nổi. Tiêu Phàm không nghĩ tới bản thân như thế nhẹ nhõm tiến nhập Băng Tàm Vương phủ, bất quá trong lòng hắn cũng càng ngày càng tò mò, hiện tại Thất Vương tề tụ, có vẻ như còn trong nội chiến, tất cả những thứ này lộ ra rất không tầm thường. Hơn nữa nghe bọn họ ý tứ, Bát Vương đứng đầu Vô Cực Ma Vương, có vẻ như cũng phải đến, liền quá quỷ dị. Bất quá, hắn chỉ có thể đứng ở sân trong khắp ngõ ngách, rất xa nhìn ra xa thần điện Thất Vương. Băng Tàm Vương, ta xem giờ lành cũng kém không nhiều đến, còn không cho ngươi cái kia thứ 100 phòng tiểu thiếp đi ra, để cho chúng ta hảo hảo nhìn một cái. Bắc Vương vừa mới ngồi xuống, liền bắt đầu ngôn ngữ công kích Băng Tàm Vương. Cái gì 100 phòng tiểu thiếp, nghe cỡ nào khó nghe. Hơn nữa, liền xem như thứ 100 phòng tiểu thiếp, vậy cũng dựa vào cái gì nhường ngươi Bắc Vương nhìn đây. Băng Tàm Vương thấy thế, thiếu chút nữa thì muốn bão nổi. Ngược lại là bên cạnh Hắc Long Vương nói, Băng Tàm Vương, Vô Cực Ma Vương đến nhanh, tất cả đơn giản a. Băng Tàm Vương mặt âm trầm, trầm mặc chỉ chốc lát sau, hay là chuẩn bị sớm cử hành hôn lễ, để cho người ta đi đem tân nương mời đến. Đối với hắn mà nói, hôn lễ chỉ là việc nhỏ, thần chủ vị trí mới là đại sự. Hắn thân làm thần điện Bát Vương đệ tam, nói thế nào cũng có một tia cơ hội, trước đó. Hắn không muốn để cho mình đầu đề câu chuyện rơi vào mặt khác thần điện chi vương trong tay. Lúc này, một cái nha hoàn dắt tân nương đi tới, Băng Tàm Vương cùng tân nương chỉ là cử hành đơn giản bái đường nghi thức, mặt khác lễ tiết cơ hồ đều bị Băng Tàm Vương cho miễn. Dạng này hôn lễ hắn cử hành vô số lần, ít một chút lễ nghi phiền phức cũng không liên quan nặng nhẹ. Đừng nói mặt khác thần điện chi vương chờ không nổi nữa, ngay cả chính hắn cũng không kịp chờ đợi muốn biết thần điện thần chủ tin tức. Mang phu nhân trở về, Băng Tàm Vương đem che kín đỉnh đầu tân nương giao cho một cái nha hoàn, liền chuẩn bị cùng sáu mặt khác vương thương lượng chính sự. Cái này Bắc Vương lại không có buông tha Băng Tàm Vương ý tứ, lãnh đạm nói, Băng Tàm, chúng ta tốt xấu cũng cho ngươi tới cổ động, ngươi sẽ không cứ như vậy đuổi chúng ta sao? Vậy ngươi muốn như thế nào? Băng Tàm Vương áp chế lửa giận trong lòng, tùy thời đều có thể bộc phát. Chúng ta gặp mặt tân nương dáng dấp ra sao, tổng không nên quá phận a. Bắc Vương hí ngược cười nói, vạn nhất về sau ai ở trên đường nhìn thấy Băng Tàm Vương phi đều nhận không ra, chẳng phải là chuyện cười lớn. Cái này có lý, không sai, Đông Vương, Tây Vương cùng Nam Vương đồng thời phụ họa, bọn họ tự nhiên cùng Bắc Vương đứng ở cùng trên một chiến tuyến. Băng Tàm Vương nhíu mày. Để bọn hắn nhìn xem tân nương tử ngược lại cũng không có cái gì, nhưng hắn không thích người khác uy hiếp, nhất là Bắc Vương bọn họ uy hiếp. Băng Tằm, chúng ta nhiều người như vậy đến cấp ngươi cổ động, ngươi không biết cái này điểm yêu cầu cũng sẽ không thỏa mãn chúng ta a. Bắc Vương lại nói, căn bản không có buông tha Băng Tàm Vương ý tứ. Trong đám người Tiêu Phàm nghe vậy,
không khỏi lộ ra như nghĩ tới cái gì, Bắc Phương như thế bức bách Băng Tảm Vương, nếu như Băng Tảm Vương trước mặt nhiều người như vậy mất mặt, vậy hắn có thể hay không quái Bắc Phương, thậm chí cùng Bắc Phương đánh lên đây. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đột nhiên tà tà cười một tiếng, lý giải Tiêu Phàm người nếu như nhìn thấy nụ cười này, nhất định sẽ biết rõ, tiếp xuống có người tất nhiên phải xui xẻo. Tiêu Phàm tự nhiên hy vọng Bắc Phương cùng Băng Tảm Vương không chết không thôi, kể từ đó, căn bản không cần hắn đích thân động thủ, có lẽ liền có thể giết chết Băng Tảm Vương. Nơi xa, Băng Tảm Vương ở Đông Nam Tây Bắc Tứ Vương thay nhau oanh tạc phía dưới, đành phải cắn răng đáp ứng Bắc Phương yêu cầu. Chỉ là hắn không biết là, xốc lên cô dâu khăn cô dâu, cơ hồ là hắn đời này nhất chuyện hối hận tình. Bắc Phương, tân nương khăn cô dâu bổn vương có thể xốc lên, nhưng chờ chút ta hy vọng ngươi im miệng. Băng Tảm Vương nhe răng trợn mắt chừng Bắc Phương một cái. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Bắc Phương đã không biết chết bao nhiêu lần. Bắc Phương một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng bộ dáng, căn bản không đem Băng Tảm Vương lời nói để ở trong lòng, trên mặt càng là lộ ra tiện tiện nụ cười. Ánh mắt của mọi người cũng trong nháy mắt ngưng tụ ở Băng Tảm Vương trên người, chỉ thấy Băng Tảm Vương đưa tay chậm rãi xốc lên cô dâu đỉnh đầu. Cô dâu thân thể đang khẽ run lấy, không biết là kích động, vẫn là sợ hãi. Người khác có lẽ không biết, nhưng ở Băng Tảm Vương xem ra, tân nương hẳn là phẫn nộ mà run rẩy, bởi vì là hắn cưỡng ép bức bách. Nếu như không phải hắn phong ấn cô dâu tu vi, đoán chừng đã sớm động thủ. Chỉ có Tiêu Phàm biết rõ, tân nương cũng không phải cái gì phẫn nộ, mà là sợ hãi, chân chính sợ hãi. Hồng hộc, Băng Tảm Vương nắm khăn cô dâu tay, bỗng dùng sức xốc lên, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Bắc Phương, gần như đồng thời, cô dâu bộ dáng lộ ra ngoài, lực chú ý của mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn. Hoa, ngay sau đó, toàn thể xôn xao, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem tân nương, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Có người càng là không tin mình hai mắt nhìn thấy, không khỏi dùng sức vuốt vuốt hai mắt. Băng Tảm Vương nhìn thấy ánh mắt của mọi người, không khỏi lộ ra vẻ ngạo nhiên, hắn thấy, chính mình coi trọng tân nương, hình dạng tuyệt đối được cho quốc sắc thiên hương. Đám người có thể có vẻ mặt như thế, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Bắc Phương, ngươi nhìn đủ rồi chưa? Băng Tảm Vương lấy lại tinh thần thời khắc, lại là nhìn thấy Bắc Phương nhìn chằm chằm vào bên cạnh mình tân nương không rời mắt, không khỏi giận tím mặt. Bắc Phương thở sâu, lúc này mới thu hồi ánh mắt, hướng về phía Băng Tảm Vương giơ ngón tay cái lên. Băng Tảm Vương ánh mắt quả nhiên không phải chúng ta bình thường thế hệ có thể so sánh, ta phục rồi. Hừ, tính ngươi thức thời. Băng Tảm Vương nghe vậy, trên mặt lộ ra hưởng thụ ánh mắt, không kiềm hãm được bật cười. Hắn biết rõ Bắc Phương tính tình, có thể làm cho Bắc Phương chịu phục, đây cũng không phải bình thường khó khăn. CMN, tân nương là nam. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang vọng cả tòa trong sân. Cái gì nam? Băng Tảm Vương vẻ mặt không hiểu, chậm rãi quay đầu nhìn về bên người tân nương nhìn tới, sau một khắc, chỉ thấy Băng Tảm Vương nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ. Ở bên cạnh hắn tân nương, ở đâu là cái gì quốc sắc thiên hương mỹ nữ, hoàn toàn chính là một cái mặt đầy dâu cặn bã đại hán A. Cái kia đao tước khuôn mặt, cường tráng dáng người, cứng cáp có lực cơ bắp, không ngừng lộ ra phái nam cương nghị. Hắn lúc này mới hiểu cái kia tiếng kêu sợ hãi là có ý gì, tân nương của mình, dĩ nhiên là một cái nam nhân. Ngươi là ai? Băng Tảm Vương sắc mặt tái xanh tới cực điểm, lộ ra một bộ muốn giết người sắc mặt, cơ hồ dùng hết toàn lực gầm thét đi ra. Cũng khó trách hắn tức giận như thế, bản thân nhưng khi sáu vương cùng vô số tu sĩ mặt, trước công chúng phía dưới đi theo người này bái đường thành thân A. Nhưng mà ai biết, cái này tân nương đột nhiên biến thành một cái nam nhân. Cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh. Nếu như không phải Băng Tảm Vương vì biết rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hắn đã sớm một bàn tay chụp chết nam nhân ở trước mắt. Hắn làm sao biết, nam nhân này cũng không phải là cái người khác, đúng là hắn nhị phu nhân biến thành, Tiêu Phàm đối với hắn thi triển chủng ma chi thuật, có thể tùy ý biến ảo linh hồn chi thể. Đừng nói để cho nàng trở thành một cái nam nhân, chính là trở thành bán nam bán nữ cũng không có vấn đề gì. Nhị phu nhân hiển nhiên cũng biết rõ mình bây giờ bộ dáng, nàng rất muốn nói cho Băng Tảm Vương, là người khác thao túng nàng, đáng tiếc nàng bị Tiêu Phàm khống chế, căn bản liền nói không ra lời. Đám người cũng tò mò nhìn nhị phu nhân,
bọn họ cũng đều biết Băng Tàm Vương hết sức háo sắc, tự nhiên không tin Băng Tàm Vương sẽ lấy một cái nam nhân làm thê, cái này rõ ràng là có người cố ý chỉnh cổ hắn. Nhưng một màn kế tiếp, lại là để tất cả mọi người ở đây mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy nhị phu nhân biến thành nam nhân, đột nhiên vẻ mặt yếu ớt nắm Băng Tàm Vương cánh tay, ôn nhu nói, phu quân, tối hôm qua ngươi còn nói nô ra. Quẹ rất nhiều người nhìn thấy một màn này, trực tiếp nôn ra một trận, quả thật bị chán ghét. Những cái kia không tin Băng Tàm Vương người, cũng là trợn to hai mắt. Băng Tàm, ánh mắt của ngươi quả nhiên không phải chúng ta bình thường thế hệ có thể so sánh, ta xác thực dùng xong. Bắc Phương lời khen tặng tiếp tục vang lên, bất quá ngay sau đó lại lời nói xoay chuyển nói, bất quá, ta cũng không thể không thừa nhận, ngươi khẩu vị thật nặng. Khẩu vị thật nặng, ngắn ngủi này bốn chữ, tựa như một chuôi đao nhọn, hung hăng cắm ở Băng Tàm Vương ngực, nhưng hắn thân thể đều run rẩy kịch liệt lên. Việc này, nhất định trở thành hắn cả đời chỗ bẩn, về sau nơi nào còn có mặt mũi gặp người. Sợ là đi ở trên đường cái, đều sẽ có người vụng trộm che mặt mà cười a. Đừng nói người khác cảm thấy buồn nôn, ngay cả Băng Tàm Vương chính mình cũng cảm giác cực kỳ buồn nôn, nghe tới nhị phu nhân câu nói kia thời điểm. Hắn toàn thân hiện nổi da gà lên. Chỉ là Băng Tàm Vương nghĩ không hiểu, vì sao nam nhân này liền chết còn không sợ, cũng phải hãm hại bản thân. Ngươi một cái yêu nghiệt, chỉ một thoáng, Băng Tàm Vương tức giận của mọi người đều hóa thành sát ý, một chưởng hung hăng bổ vào nhị phu nhân đỉnh đầu. Nhị phu nhân phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, liền bạo tán mà ra, cái gì đều không lưu lại. Ngay sau đó, Băng Tàm Vương thông hai mắt đỏ. Biểu tình dữ tợn nhìn xem Bắc Phương, nói, là ngươi dở trò quỷ có phải hay không? Thời khắc này Băng Tàm Vương, như một đầu nổi điên dã thú, hận không thể đem Bắc Phương ăn sống nuốt tươi. Ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn về phía Bắc Phương, đừng nói Băng Tàm Vương nghĩ như vậy, tất cả mọi người ở đây cũng là muốn như vậy. Tất cả những thứ này, có lẽ thật đúng là Bắc Phương dở trò quỷ. Từ vừa mới bắt đầu, chính là hắn muốn Băng Tàm Vương xốc lên cô dâu khăn cô dâu, Băng Tàm Vương không nguyện ý, Bắc Phương còn cố ý cổ động mặt khác thần điện chi vương bức bách. Bắc Phương đoán chừng đã sớm biết đỉnh đầu bên dưới tân nương là bộ dáng gì, cho nên mới sẽ như thế không kịp chờ đợi chờ lấy Băng Tàm Vương xấu mặt. Dù cho nhị phu nhân trước khi chết nói ra cái kia cực kỳ chán ghét, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không tin Băng Tàm Vương thực ưa thích nam nhân. Dù sao, Băng Tàm Vương sẽ không ngốc đến trước mặt nhiều người như vậy xốc lên một người đàn ông khăn cô dâu. Tất cả những thứ này, tuyệt đối là Bắc Phương dở trò quỷ. Băng Tàm lão già, người đừng cho rằng giết người diệt khẩu, liền có thể quái đến bổn vương trên đầu, chính người có long dương đam mê, lại có thể trách ai. Bắc Phương lạnh rên một tiếng. Đừng nói sự tình không phải hắn làm, liền xem như hắn làm, hắn cũng sẽ không thừa nhận a. Hỗn trướng. Hỗn trướng, Băng Tàm Vương phẫn nộ triệt để bộc phát, cuồn cuộn sát khí mãnh liệt cuộn trào ra, bay thẳng Bắc Phương đi. Giờ khắc này Băng Tàm Vương, dường như đã triệt để đã mất đi lý trí, hắn chỉ muốn giết chết Bắc Phương, tìm cho mình về có chừng một điểm mặt mũi cùng tôn nghiêm. Băng Tàm, người muốn chết cũng đừng trách ta, Bắc Phương cũng đồng dạng phẫn nộ rồi. Tất cả những thứ này, cùng hắn căn bản không có quan hệ, Băng Tàm Vương lại nhận định là hắn làm. Hơn nữa còn muốn giết hắn, hắn lại làm sao có thể dễ dàng tha thứ đây. Trong đám người Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ vui mừng, đây không phải là hắn kết quả mình mong muốn sao. Băng Tàm Vương thực lực mặc dù so sánh Bắc Phương mạnh, có thể hai người nếu như liều chết một trận chiến, cho dù Bắc Phương không địch lại mà chết, cũng tuyệt đối sẽ trọng thương Băng Tàm Vương. Dừng tay, Hắc Long Vương hét lớn một tiếng, muốn ngăn cản trận chiến đấu này. Nhưng Băng Tàm Vương đã triệt để nổi điên, chỗ nào còn sẽ để ý tới Hắc Long Vương, hắn cùng với Bắc Phương hai người càng đánh càng xa, rất nhanh liền biến mất ở sâu trong tinh không. Như thế cấp độ chiến đấu, quá mức đáng sợ, một ý niệm, liền có thể tùy tiện hủy đi một thành. Hắc Long Vương biết rõ, Băng Tàm Vương cùng Bắc Phương không chia làm một cái cao thấp, là tuyệt đối không có khả năng ngừng chiến. Chỉ là, việc này lại là nhường hắn cảm thấy có chút kỳ quặc. Ngay sau đó sai người xuống dưới điều tra một phen. Đông Vương, các ngươi cảm thấy, việc này là Bắc Phương làm sao? Hắc Long Vương vừa nhìn về phía Đông Vương bọn họ nói. Đông Vương trầm ngâm chốc lát về sau,
nói chỉ từ sự tình vừa rồi đến xem, Bắc Phương khả năng rất lớn, bất quá mấy ngày nay Bắc Phương một mực cùng chúng ta cùng một chỗ, hẳn là hại không được Băng Tầm. Vậy ý của ngươi là, có thể là những người khác đang làm trò quỷ. Hắc Long Vương nhíu mày. Không Đông Vương lắc đầu, hít sâu một cái nói, ý của ta là, có lẽ Băng Tầm thật có cái này đam mê cũng nói không chừng đấy chứ. Ách, Hắc Long Vương bị sặc đến không nhẹ, Tây Vương cùng Nam Vương thiếu chút nữa thì nhìn không được bật cười. Sẽ không, Băng Tàm Vương không phải là loại người này. Bắc Xuyên Vương trước tiên phủ định nói, bổn Vương có thể thay hắn làm chứng. Mặt khác Tứ Vương nghe vậy, không khỏi cổ quái nhìn Bắc Xuyên Vương một cái, Tây Vương cười tà nói, ngươi cùng Băng Tàm Vương quan hệ tốt như vậy, đương nhiên nói đỡ cho hắn, huống hồ, chúng ta ai nào biết giữa các ngươi cụ thể là quan hệ như thế nào. Phốc, nghe nói như thế, Bắc Xuyên Vương kém chút không phun ra một ngụm lão huyết. Cái gì gọi là ai nào biết giữa các ngươi là quan hệ như thế nào, bổn Vương đường đường Bắc Xuyên Vương, như thế nào cái loại người này. Chỉ là chẳng biết tại sao, nghĩ tới đây, Bắc Xuyên Vương cảm giác mình cãi lại tái nhợt vô lực, có lẽ, Băng Tàm Vương thực sự là cái loại người này cũng nói không chừng đấy chứ. Oanh, một tiếng nổ vang từ thiên khung truyền đến, lại là một đạo hỏa quang cực tốc hạ xuống, sau đó trọng trọng nện ở Băng Tàm Vương phủ để bên trong, mặt đất kịch liệt run một cái. Ngay sau đó, lại một bóng người từ vực ngoại tinh không đáp xuống, đó là một cái một trượng 3,3 mét, lớn nhỏ Băng Tầm, toàn thân có màu trắng, giống như hiện đầy một tầng tinh thể, óng ánh trong suốt. Trên người tản ra kinh khủng sát ý, giống như hỏa diễm đang thiêu đốt, hung mãnh hết sức. Thân hình lóe lên, gần trượng lớn nhỏ Băng Tầm lần nữa biến thành một bóng người, hắn đằng đằng sát khí hướng về vọng cổ băng đô bên ngoài, một trưởng giận đập mà ra. Dừng tay. Lúc này, Đông Vương hét lớn một tiếng, không chút do dự lách mình mà ra, ngăn tại Băng Tàm Vương trước người, đồng dạng một trưởng oanh sát mà ra, đánh tan Băng Tàm Vương công kích. Người nào ngăn ta, chết! Băng Tàm Vương sát khí ngập trời, một bộ không giết Bắc Phương thể không bỏ qua tư thế. Băng Tàm, người muốn giết người, còn phải hỏi một chút chúng ta Tam Vương có đáp ứng hay không? Đông Vương lạnh như băng nhìn xem đối diện Băng Tàm Vương, một điểm không cho. Hắn ở Bát Vương bên trong xếp hạng đệ ngũ, nhưng hắn bên người còn đứng ở Nam Vương cùng Tây Vương, tự nhiên không sợ Băng Tàm Vương. Đứng ở trong đám người Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, không khỏi âm thầm lắc đầu, nói cái này Bắc Vương cũng quá yếu, vậy mà thời gian uống cạn nửa chén trà đều không chịu đựng nổi liền bại. Nguyên bản Tiêu Phàm còn tưởng rằng Bắc Vương cho dù tử vong, cũng sẽ liều chết trọng thương Băng Tàm Vương đây. Nhưng sự thật chứng minh, hắn mình cả nghĩ quá rồi. Khó trách có thể làm bị thương lão sư, cái này Băng Tàm Vương thực lực, sợ không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Tiêu Phàm lại cho bản thân cảnh tỉnh. Muốn tùy tiện giết chết Băng Tàm Vương, hiển nhiên là không thể nào. Các ngươi nếu dám cản ta, ta đều làm thịt rồi, ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Băng Tàm Vương nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời tức giận lắc lắc ống tay áo. Hắn đang ở lửa giận sông não. Nơi nào sẽ đem Đông Vương để ở trong lòng chớ? Ong ong cũng liền ở Băng Tàm Vương vung tay thời khắc, đột nhiên, từng đạo hà mang từ Băng Tàm Vương phủ bốn phía bay vụt mà lên, ngưng tụ thành một đạo cực kỳ màn ánh sáng lớn, phong tỏa ngăn cản bốn phía không gian. Đám người thấy thế, tất cả đều biến sắc, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem hư không. Là trận pháp, Băng Tàm Vương bố trí trận pháp, có người kinh hô mà ra, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi. Đông Vương bọn họ tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, sát khí ngập trời nhìn xem Băng Tàm Vương, Đông Vương càng là lạnh giọng nói, làm sao, Băng Tàm, ngươi là chuẩn bị đem chúng ta một mẻ hốt gọn hay sao? Ta, đây là có chuyện gì? Băng Tàm Vương vẻ mặt mộng bức, hắn hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì. Băng Tàm Vương si ngốc đứng tại chỗ, hoàn toàn không biết vì sao, hắn chỉ là phẫn nộ sau khi tùy ý nói một câu nói nhảm mà thôi. Ai ngờ lời nói dối thành sự thật. Đột nhiên nhô ra trận pháp, hắn hoàn toàn không biết làm sao. Bọn họ tự nhiên không biết, trước mắt trận pháp là Tiêu Phàm bố trí. Ở Tiêu Phàm cảm nhận được Băng Tàm Vương trên người vô tận lửa giận thời khắc, hắn liền làm tốt rồi tiếp tục giá họa cho Băng Tàm Vương chuẩn bị. Hắn cũng không nghĩ đến Băng Tàm Vương lại dám uy hiếp lưu lại Đông Nam Tây Bắc bốn đại thần điện chi vương, ở Băng Tàm Vương nói ra câu kia thời khắc. Tiêu Phàm không chút do dự truyền âm cho Kim Long Quỷ Vương,
nhưng hắn thúc giục một cái trong đó trận pháp. Nhưng hắn không có thất vọng là, Kim Long Quỷ Vương trước tiên tuân thủ mệnh lệnh của hắn. Trận pháp vừa lúc hợp với Băng Tàm Vương uy hiếp Đông Vương lời của bọn hắn, nhất định chính là tuyệt. Băng Tàm lão già, lão tử liền biết ngươi không có hảo ý. Lúc này, phế tích bị thương nặng Bắc Vương lung la lung lay đứng dậy, tức giận hướng về Băng Tàm Vương quát ầm lên. Đông Vương, Nam Vương cùng Tây Vương tất cả đều mặt âm trầm, làm xong xuất thủ chuẩn bị. Cho dù là Bắc Xuyên Vương các loại Hắc Long Vương cũng nhíu mày, bọn họ đều không nghĩ đến, Băng Tàm Vương lại có như thế dã tâm, muốn đem bọn họ cùng một chỗ diệt đi. Ngươi chớ có nói hưu nói vượn, Băng Tàm Vương rốt cục lấy lại tinh thần, giận dữ mắng mỏ đối diện Bắc Vương nói. Nói năng bậy bạ, Bắc Vương mặt âm trầm, nổi giận nói, có tặc tâm không có tặc đảm, ngươi nếu chứng minh mình là trong sạch, vậy liền triệt hồi trận pháp. Ta Băng Tàm Vương ngược lại là muốn triệt hồi trận pháp a, có thể mấu chốt là, hắn đều không biết trận pháp này là chuyện gì xảy ra. Hắn mình quả thật ở Băng Tàm Vương phủ để hoa giá thật lớn bố trí trận pháp, có thể tuyệt đối không phải lúc này trận pháp này. Băng Tàm Vương cũng không phải đặc biệt biết trận pháp, tự nhiên không có khả năng triệt hồi trước mắt lạ lẫm trận pháp. Thừa nhận đúng không, Bắc Vương nhe răng cười một tiếng, may mắn ta vạch tìm tòi diện mục thật của ngươi. Bằng không mà nói, mọi người còn bị ngươi mơ mơ màng màng đây. Băng Tàm Vương kém chút nhịn không được một ngụm lão huyết phun ra, trong lòng phiền muộn đến mấy điểm, hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Mấu chốt là, hiện tại hắn càng giải thích càng loạn, người khác cũng sẽ không tin tưởng hắn. Nơi này chính là Băng Tàm Vương phủ, bốn phía trận pháp, không phải hắn Băng Tàm Vương bố trí, chẳng lẽ hay là cái kẻ khác bố trí hay sao? Băng Tàm Vương rốt cuộc minh bạch. Cái gì gọi là bùn đất dính rơi đúng quần, không phải cứt cũng là cứt. Băng Tằm, chúng ta cần một lời giải thích, Đông Vương cũng hùng hổ dọa người nói. Bọn họ tứ vương vốn là mặt trận thống nhất, bây giờ thấy Băng Tằm Vương ăn quả đắng, bọn họ nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy. Hơn nữa, dạng này sự tình, dù cho Bắc Xuyên Vương cùng Hắc Long Vương đều chưa hẳn sẽ thay Băng Tằm Vương nói chuyện, bọn họ thế nhưng không muốn bị Băng Tằm Vương tính toán. Trận pháp này không phải bổn vương bố trí, các ngươi không tin thì thôi. Băng Tàm Vương âm thanh lạnh lùng nói, ta nếu muốn đối phó các ngươi, không có khả năng chỉ là bố trí một cái trận pháp hù dọa một chút các ngươi a. Đám người nghe vậy, không khỏi âm thầm gật đầu. Trận pháp này mặc dù khốn trụ đám người, trong thời gian ngắn không cách nào rời đi Băng Tàm Vương phủ, có thể trận pháp này căn bản không có bất luận cái gì uy lực, không giống như là Băng Tàm Vương phong cách. Nếu như Băng Tàm Vương thật muốn động thủ, trận pháp đã sớm phát huy ra uy lực chân chính. Hồng hộc, đám người vừa mới cải biến Băng Tàm Vương ý nghĩ, bỗng mấy đạo chùm sáng từ thiên khung bay vụt mà xuống, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. A à, một tiếng hét thảm vang lên, lại là bị thương Bắc Vương, đột nhiên bị chùm sáng kia quét trúng, linh hồn chi thể bỗng bạo tán không ít, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Linh hồn chùm sáng dĩ nhiên không thể gây tổn thương cho đến nhục thể, có thể đối linh hồn chi lực, lại là đầy đủ cực mạnh công kích. Băng Tằm lão quỷ, ngươi làm gì? Ngươi quả nhiên không chỉ là dọa sợ chúng ta, còn muốn giết chúng ta. Đông Vương nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng đem Bắc Vương bảo hộ ở sau lưng. Đồng thời, Tây Vương cùng Nam Vương hai người đằng đằng sát khí đánh về phía Băng Tằm Vương, bọn họ đã hoàn toàn tin tưởng Băng Tằm Vương âm mưu. Băng Tàm Vương trợn to hai mắt, tựa như gặp quỷ sống đồng dạng, kinh ngạc nhìn xem trời cao trận pháp màn sáng. Trận pháp này có vẻ như cũng quá phối hợp mình a, à, ta mới vừa nói cái gì, ngươi liền đến cái gì, đây là muốn cố ý đưa lão tử vào chỗ chết sao? Ứng phó một hai cái thần điện chi vương, hắn miễn cưỡng còn có thể một trận chiến, nhưng nếu là một mình đối mặt sáu vương, đó nhất định chính là muốn chết a. À. Băng Tàm Vương biết rõ. Hiện tại đoán chừng hắn bất kể như thế nào giải thích, cũng giải thích không thông. Trận pháp này nếu như cũng đã công kích Bắc Vương, Đông Vương, Tây Vương cùng Nam Vương bọn họ khẳng định đã nhận định hắn muốn tiêu diệt mặt khác thần điện chi vương. Đông Vương bọn họ không phải người ngu, đương nhiên sẽ không đứng ở cái kia ngồi chờ chết, bọn họ nhất định phải trước tiên diệt hắn. Các ngươi đừng ép ta, Băng Tàm Vương nhìn thấy Tây Vương cùng Nam Vương đồng thời đánh tới, sắc mặt đại biến. Dùng uy hiếp giọng điệu nổi giận nói. Buộc ngươi, là ngươi đang buộc chúng ta. Đông Vương khinh thường,
ngay sau đó nhìn về phía Bắc Xuyên Vương cùng Hắc Ma Vương đạo, các ngươi còn muốn bảo vệ hắn sao? Bắc Xuyên Vương trầm mặc, hắn cùng với Băng Tàm Vương quan hệ là không sai, thế nhưng là cùng thần điện chi chủ vị trí này có liên quan, đó cũng không giống nhau. Chí ít, hắn là không biết Băng Tàm Vương bố trí trận pháp này, đây là rõ ràng không tin hắn ý tứ a. Tất nhiên Băng Tàm Vương không tin mình, vậy mình cũng không tất yếu giúp hắn. Hắc Long Vương sắc mặt trầm xuống, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, nói, bổn vương cần một đáp án. Các ngươi không tin ta, ta nói lại nhiều lại có ý nghĩa gì? Băng Tàm Vương một bên chống đối Tây Vương cùng Nam Vương công kích, một bên quát to. Trong lòng của hắn càng là hận chết cái kia bố trí trận pháp người, nếu như không phải người kia, hắn cũng sẽ không rơi đến bây giờ cấp độ. Nói xong, Băng Tàm Vương trong lòng lại bổ sung một câu, các ngươi nếu như ép ta, lão tử liền đem các ngươi toàn bộ lưu lại nơi này lại như thế nào? Giết, Tây Vương cùng Nam Vương điên cuồng công kích Băng Tàm Vương, Băng Tàm Vương vẫn như cũ ở vào thượng phong, đối mặt hai người, hắn có thể đủ thành thạo, đủ để chứng minh thực lực hắn cường đại. Giết, nhưng mà cũng đúng lúc này, phía dưới bị thương Bắc Vương vậy mà lần nữa vọt lên, Đông Vương cũng đồng thời gia nhập chiến đấu hàng ngũ. Băng Tàm Vương lại làm sao cường đại, cũng không khả năng lấy một địch bốn. Nhưng phía dưới Bắc Xuyên Vương cùng Hắc Long Vương vẫn không có giúp một tay ý tứ, cái này khiến Băng Tàm Vương tâm lạnh tới cực điểm. Hỗn trướng, đây là các ngươi bức ta đó, chết hết cho ta. Băng Tàm Vương bị Tứ Vương hợp lực đánh bay, thân hình khẽ run, ngoại thân linh hồn chi lực bành trướng. Hiển nhiên, Băng Tàm Vương đã bị thương, cũng chính là bởi vì như vậy, hắn đã không lo được nhiều như vậy, bắt đầu điên cuồng lên. Chỉ thấy Băng Tàm Vương lấy ra một hạt châu, ngay sau đó dùng sức thôi động, ngay sau đó, từng đạo lợi mang từ Băng Tàm Vương phủ bốn phía bay vụt mà lên, hóa thành một đạo lồng ánh sáng màu đỏ ngòm. Lồng ánh sáng màu đỏ ngòm phía trên, ngưng tụ thành từng đạo cực kỳ sắc bén linh hồn lợi kiếm, trong nháy mắt tập trung vào Đông Nam Tây Bắc Tứ Vương, cùng phía dưới màn sáng phía dưới tất cả mọi người. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người cảm giác ra đầu hơi tê tê. Một loại cảm giác tử vong quanh quẩn trong lòng. Làm giả hóa thật, Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, cũng là kinh ngạc không thôi, si ngốc nhìn xem không chung. Tiêu Phàm hoàn toàn không nghĩ tới, Băng Tàm Vương vậy mà cũng đang hắn phủ đệ bốn phía bố trí trận pháp, hơn nữa còn là cực kỳ cường đại linh hồn công kích trận pháp. Nếu như không phải Đông Nam Tây Bắc Tứ Vương điên cuồng công kích và bức bách, đoán chừng Băng Tàm Vương bất kể như thế nào cũng sẽ không bạo lộ ra. Nếu như lúc bình thường, trận pháp bạo lộ ra cũng không có bao nhiêu quan hệ. Băng Tàm Vương thân làm thần điện bát vương một trong, bố trí một cái thủ hộ phủ đệ trận pháp, cái này lại có gì ghê gớm đâu đây. Cái này căn bản là cực kỳ chuyện tầm thường mà thôi. Nhưng mấu chốt là, Băng Tàm Vương bại lộ trận pháp thời cơ không đúng, nếu là ngoại địch công kích, Băng Tàm Vương mở ra trận pháp này, là thông thường thao tác. Mà bây giờ, hắn khởi động trận này. Lại là vì ứng phó Đông Nam Tây Bắc Tứ Vương. Tăng thêm trên người hắn sát khí lạnh lẽo, cái này rõ ràng là nghĩ đưa Tứ Vương vào chỗ chết a. Quả nhiên là sớm có bố trí. Đông Vương sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Băng Tàm Vương, lại nhìn xuống phía dưới Bắc Xuyên Vương cùng Hắc Long Vương nói, Bắc Xuyên, Hắc Long, các ngươi còn chuẩn bị tiếp tục xem hí sao. Hô, nói xong, Bắc Xuyên Vương cùng Hắc Long Vương thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở không trung. Thần sắc lạnh lùng hướng về Hắc Long Vương. Băng Tằm, triệt hồi trận pháp, bổn vương làm cái gì đều không phát sinh. Hắc Long Vương ngữ khí 10 điểm bá đạo, tựa như căn bản không đem những trận pháp này công kích để ở trong lòng. Ta Băng Tàm Vương rất rõ ràng Hắc Long Vương mạnh mẽ và kinh khủng, hắn nghĩ nghĩ, hay là chuẩn bị đáp ứng. Hồng hộc, nhưng mà nói chưa mở miệng, bầu trời trận pháp màn sáng, bỗng hạ xuống từng đạo công kích linh hồn trùm sáng. Bay thẳng Hắc Long Vương đi. Hắc Long Vương sắc mặt biến hóa, hét giận dữ nói, Băng Tàm, người muốn chết sao? Băng Tàm Vương lại dám động thủ với hắn, cái này khiến Hắc Long Vương làm sao không giận đây? Phải biết, hắn vừa bắt đầu vẫn là đứng ở Băng Tàm Vương nhất phương A, hiện tại lão già này vậy mà muốn giết bản thân, Hắc Long Vương làm sao có thể đủ bình tĩnh? Hắc Long Vương, không phải ta. Nhìn thấy Hắc Long Vương tức giận, Băng Tàm Vương vội vàng cầu xin tha thứ giải thích. Nếu để cho Hắc Long Vương động thủ,
đoán chừng hắn liền thời gian uống cạn nửa chén trà đều không kiên trì nổi. Hồng hộc, lại là mấy chục đạo trùng sáng đáp xuống, một lần này không chỉ có đối Hắc Long Vương động thủ, cũng đồng dạng đối Bắc Xuyên Vương cùng Đông Nam Tây Bắc Tứ Vương động thủ. Cái kia linh hồn trùng sáng bên trong, mang theo một loại khí tức mang tính chất hủy diệt, để cho người ta trốn tránh. Cho dù là bán bộ thánh tôn cảnh, cũng không có 10 phần đem ta có thể tay không tiếp xuống. CMN băng tàm vương trong miệng trực tiếp tuôn ra nói tục. Tất cả những thứ này rõ ràng cùng hắn căn bản không có bất cứ quan hệ nào a, nhưng bây giờ tất cả đều xem như là hắn làm, cái này rõ ràng là muốn chỉnh chết hắn a. Chờ chút, băng tàm vương nhất niệm khẽ động, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, trong lòng kinh ngạc nói, đây là có người cố ý ứng phó ta, để mặt khác thần điện chi vương diệt ta. Nghĩ vậy, băng tàm vương không khỏi dùng mình một cái, giữa lưng trở nên lạnh lẽo. Đi chết đi, gần như đồng thời, Đông Nam Tây Bắc Tứ Vương công kích tới đến phụ cận, uy lực 10 điểm hung mãnh, hoàn toàn chính là nghĩ đưa băng tàm vương vào chỗ chết. Bắc Xuyên Vương đứng ở cái kia chống đối linh hồn quang thúc công kích, sắc mặt không phải rất dễ nhìn, hắn là xem ở cùng băng tàm vương trước kia quan hệ bên trên, cho nên mới không có động thủ. Về phần Hắc Long Vương, lại là sắc mặt âm trầm, thiếu chút nữa thì nhìn không được động thủ. Oanh một tiếng nổ vang, băng tàm vương bị tứ vương hung mãnh công kích chấn động đến hồn thể run rẩy, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Băng tàm vương thực lực rất mạnh, nhưng cùng lúc đối mặt tứ vương công kích, hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ. Các ngươi nghe ta giải thích, mắt thấy tứ vương công kích lại gào thét mà tới, băng tàm vương ngửa mặt lên trời hét lớn, tiếp tục như vậy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại làm sao có thể nhường băng tàm vương giải thích đây? Hắn để Kim Long Quỷ Vương toàn lực thúc giục trận pháp, từng đạo hủy thiên diệt địa linh hồn trùm sáng đáp xuống, khí thế khiếp người hết sức. Giải thích, ngươi phải cùng chúng ta giải thích cái gì, giải thích ngươi vì sao muốn giết chúng ta? Bắc Vương tức giận nhất, giết băng tàm vương chi tâm, càng là càng ngày càng kiên định. Hắn chẳng những không có đình chỉ công kích, ngược lại càng ngày càng dữ tợn. Bắc Vương, bổn vương mà chết, ngươi cũng không sống nổi. Băng Tàm Vương biết rõ, mình nếu là không xuất ra điểm bản lĩnh thật sự, chuyện hôm nay sợ là không cách nào lành. Đi chết đi, Bắc Vương chỗ nào lý sẽ nhiều như thế, hắn ngạnh kháng linh hồn trùm sáng công kích, cũng phải ra sức giết chết Băng Tàm Vương. Băng Tàm Vương híp híp hai mắt, đáy mắt chỗ sâu lộ ra một tia hung ác, chỉ một thoáng, dưới chân hắn đột nhiên tăng thêm tốc độ, hơn nữa hóa thành bản thể. Lạnh tới cực điểm hàn ý trong nháy mắt đống kết hư không, Bắc Phương tức thì bị cỗ kia hàn ý trọng thương, hồn lực tùy thời có thể bạo tán mà ra. Mà lúc này, băng tàm vương đi tới Bắc Phương phụ cận, há miệng vừa nuốt, trực tiếp đem Bắc Phương cắn nuốt mất xuống dưới. Dừng tay, Đông Vương ba người sắc mặt đại biến, chẳng ai ngờ rằng băng tàm vương vậy mà như thế cường đại, ở ngay trước mặt bọn họ giết Bắc Phương. Sau một khắc, có phải hay không đến phiên bọn họ đây? Giết hắn, cho Bắc Vương báo thù. Tây Vương hai mắt đỏ bừng, sát tâm nổi lên. Băng Tàm Vương thực lực nhường hắn cực kỳ kiêng kỵ, lần này nếu như không giết chết hắn, về sau một đối một, Băng Tàm Vương muốn giết hắn tuyệt đối là chuyện rất đơn giản. Nam Vương cũng giống như thế, cùng Đông Vương, Tây Vương hiện lên tam giác chi thế, điên cuồng công kích. Bắc Vương chết, đám người nhìn thấy trời cao chiến đấu, không khỏi dùng mình một cái. Đây chính là thần điện bát vương một trong Bắc Vương A, vậy mà như vậy thì chết. Băng Tằm, ngươi làm có hơi quá. Phía dưới Hắc Long Vương lông mày hơi nhíu, sau một khắc, thân hình của hắn bỗng phóng lên tận trời, lao thẳng tới băng Tằm Vương đi. Hắc Long Vương thế nhưng là thần điện bát vương đệ nhị, hắn thực lực còn ở trên băng Tằm Vương. Băng Tằm Vương nơi nào sẽ nghĩ đến Hắc Long Vương vậy mà lại nhìn không được động thủ với hắn, bất ngờ không kịp đề phòng. Băng Tàm Vương hậu phương 1/3 thân thể bị Hắc Long Vương một đòn chém xuống. Ngay sau đó, Hắc Long Vương mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp đem Băng Tàm Vương thi thể thôn phệ xuống dưới. Hắc Long, ngươi dám động thủ với ta? Băng Tàm Vương giận tím mặt, đối mặt Đông Vương ba người bọn họ, hắn đều áp lực cực lớn, bây giờ lại thêm một cái Hắc Long Vương, như thế nào đối thủ? Hừ, chẳng lẽ chờ ngươi giết bổn vương động thủ lần nữa sao? Hắc Long Vương lạnh rên một tiếng, xuất thủ càng thêm tấn mãnh cùng lăng lệ.
Băng Tàm Vương bị giết liên tục bại lui, thương thế trên người cũng nhiều hơn rất nhiều, tiếp tục như vậy, hắn căn bản liền không kiên trì được bao lâu. Hắc Long, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi nghĩ nuốt ta lực lượng linh hồn, sau đó vượt qua vô cực ma vương. Băng Tàm Vương giận dữ hét. Vậy thì như thế nào? Hắc Long Vương cũng không có phản bác, ngược lại âm hiểm cười nói, ngươi sở dĩ thôn vệ Bắc Vương, không phải cũng là muốn siêu việt bổn vương sao? Nói xong, Hắc Long Vương bỗng thân hình lóe lên, xuất hiện ở Nam Vương một bên, một cái hắc sắc long chảo xuyên qua Nam Vương mi tâm. Một màn này, biết bao cấp tốc, vậy mà không ai chú ý tới. Thẳng đến Nam Vương bị Hắc Long Vương một ngụm nuốt vào trong bụng, bọn họ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đông Vương cùng Tây Vương biểu tình hoảng sợ nhìn xem Hắc Long Vương cùng Băng Tàm Vương, bọn họ đường đường thần điện chi vương, giờ phút này vậy mà trở thành con mồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 173.